Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 164. Điểm chung của cả hai là phương pháp tu luyện của họ thường đi theo đường tắt cực đoan và rất tà ác nên không được các tiên nhân dung thứ. Ngoài ra, ma tộc cũng có phân chia cấp bậc tu luyện, được chia thành tiểu ma, đại ma, thực ma, thiên ma, tiểu ma vương, đại ma vương, ma quân, ma đế, ma tôn, 9 bậc giống hệt như tiên nhân chúng ta có thiên tiên, thực tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn. Nói chung, cách tu luyện tà ác của ma tộc cũng là để đạt được sức mạnh của thiên địa, nhưng những người tu luyện ma đạo thì không từ thủ đoạn. Diêu Bất Ngôn coi như là phổ cập khoa học với Dương Bách Xuyên. Để Dương Bách Xuyên hiểu về ma tộc của tiên giới, hắn cũng kể về những ma tộc mà hắn gặp trong tu chân giới. Câu trả lời của Diêu Bất Ngôn là, đều cùng một tổ tông, chẳng qua sức mạnh của ma tộc ở hạ giới yếu hơn mà thôi. Nhưng rõ ràng là ma tộc ở tiên giới mạnh hơn. Trong khi hai người đang thảo luận về ma tộc ở tiên giới, Đinh Hòa Bình cuối cùng cũng hoàn thành việc thi triển bí pháp. Có phản ứng. Đinh Hòa Bình hưng phấn nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên và những người khác nhìn sang và thấy một quả cầu ánh sáng màu trắng đục có kích thước bằng nắm tay của em bé hiện ra từ tiên minh lệnh trong tay Đinh Hòa Bình. Lão Định sao rồi? Biên Long hỏi. Đinh Hòa Bình chỉ vào ánh sáng hiện ra từ tiên minh lệnh, hưng phấn nói, đây là Linh Châu được luyện ra từ tiên minh lệnh do Lạc Dương Đại Nhân để lại. Ta có cảm giác Lạc Dương Đại Nhân quả thực đang ở đây. Hơi thở Linh Châu này sẽ đưa chúng ta đi tìm Lạc Dương Đại Nhân. Tốt, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Tìm được Lạc Dương Đại Nhân càng sớm, sẽ cứu được người càng sớm. Bảo Thuận Quang cũng hưng phấn nói. Đinh Hòa Bình liếc nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi ý kiến của hắn. Không biết từ bao giờ, Dương Bách Xuyên đã trở thành nòng cốt trong số họ. Đi thôi, Lạc Dương nhất định bị mắc kẹt ở đâu đó trong ma thành. Nếu chúng ta tìm thấy nàng ấy càng sớm, nàng ấy sẽ thoát được càng sớm. Dương Bách Xuyên gật đầu và ra hiệu cho Đinh Hòa Bình dẫn đường. Được, Đinh Hòa Bình xua tay. Hơi thở Linh Châu bay lên, mọi người cũng theo sau. Bọn họ rời quảng trường và đi vào một con phố ở phía đông. Trước đó, phương cảnh thiên của Hỏa Vân Các đi về phía tây, còn hình viễn minh của Ma Đan Điện thì đi về phía nam. Quảng trường được bao quanh bởi 4 con đường, đông tây nam bắc. Cũng không biết nó dẫn tới đâu, không ai biết thành ma tộc này lớn đến mức nào. Điều khác biệt so với các thành phố trong tiên giới chính là những đồ vật kiến trúc. Trên đường đi có thể thấy những tòa nhà ở hai bên hầu hết được làm bằng những tảng đá khổng lồ và về cơ bản là rất cao. Vào một lúc nào đó, trong khoảng không tối tăm và im lặng, một tiếng kêu cứu kinh hãi đột nhiên vang lên. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên, Định Hòa Bình và những người khác đã thay đổi. Mọi người, hãy cảnh giác và dừng lại trước đã. Dương Bách Xuyên hét lớn, hắn nhận ra tiếng kêu cứu đang hướng về phía họ. Nghe có vẻ quen thuộc nhưng không biết là người phương nào. Hoặc có lẽ căn bản không phải là người. Tất cả mọi người dừng lại và nhìn kỹ về phía trước. Tiếng bước chân lộc cộc từ xa tiến đến gần. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện trong vầng sáng mờ ảo, đứng cách đám người Dương Bách Xuyên bọn họ 100 mét. Khung cảnh ở nơi này mờ mịt, tầm nhìn cũng chỉ được 100 mét. Hơn nữa, từ lúc vừa mới tiến vào, tất cả mọi người đều phát hiện không thể sử dụng tiên thức ở đây, đây có lẽ là quy tắc hạn chế nào đó. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười trên khóe miệng. Bởi vì bản thân có mắt càn khôn, ở nơi này, người khác bị hạn chế tiên thức, hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng thật giả và những chỗ xa hơn thông qua mắt càn khôn. Cho nên Dương Bách Xuyên thấy phía sau người này còn có 7, 8 người chạy tới. Những người này không ai khác chính là đám người Phương Tĩnh Thiên của Hỏa Vân Các. Hiển nhiên, bọn họ là những người đầu tiên rời khỏi quảng trường, ba phe thế lực trong nhóm mọi người tách ra đi theo hai hướng khác nhau, nhưng lúc nãy cũng đến cùng một chỗ. Nhìn vào điểm này, chứng tỏ các đường phố của ma thành này đều nối thông 4 phương. Đương nhiên, đám người này của Hỏa Vân Các gặp bọn họ ở đây vào lúc này không phải là vấn đề là bọn họ bị truy đuổi. Bị thứ gì đó đuổi theo chạy tới đây, hơn nữa nhân thủ còn thiếu đi vài thị vệ cấp đại la. Điều này cho thấy đã nhân lực đã có tổn thất lớn. Dương Bách Xuyên giễu cợt trong lòng, đáng đời bọn họ, đã nói tất cả đi cùng nhau, ở đây mọi người phải đoàn kết mới có thể an toàn. Nhưng không ai thèm nghe mà cứ thích phản trời. Thế này chắc nhục lắm nhỉ? Đáng. Ngay sau đó, đồng tử của Dương Bách Xuyên co lại, trong mắt càn khôn của hắn nhìn thấy phía sau đám người Phương Tĩnh Thiên có một đám mây đen rất lớn. Bọn họ chính là bị những đám mây đen này truy đuổi. Trong chớp mắt, người đầu tiên đã đến trước mặt đám người Dương Bách Xuyên. Đó là một gã thị vệ cấp đại la bên cạnh Phương Tĩnh Thiên.
Cứu mạng, Ninh đại sư, cứu mạng đi. Người này hét lên cầu cứu trước mặt đám người Dương Bách Xuyên với vẻ mặt sợ hãi, nhìn có vẻ là bị dọa sợ mất mật rồi. Định Hòa Bình tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong lúc đặt câu hỏi, ông ta vung tay về phía người này, một đạo tiên nguyên đánh trúng người này giúp ổn định tâm trí của hắn ta. Đúng lúc này, không đợi người này kịp trả lời, đám người Phương Tĩnh Thiên cũng đã đến trước mặt nhóm Dương Bách Xuyên bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phương các chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Diêu Bất Ngôn hỏi, có một ma hồn thượng cổ truy đuổi bọn ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Tĩnh Thiên cũng có vẻ mặt vô cùng sợ hãi, khi đến trước mặt đám người Dương Bách Xuyên, ông ta có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao, vừa bắt đầu hành trình mà ông ta đã không tuân theo thỏa thuận ban đầu là cùng tiến cùng lui với mọi người. Không xấu hổ mới là lạ. Đáng đời, Biên Long nói thẳng. Khụ khụ, mọi người đi nhanh đi, ma hồn thượng cổ rất khó đối phó, đánh không tan, diệt không xong, ta đã tổn thất mấy tên thuộc hạ rồi. Phương Tĩnh Thiên không quan tâm đến lời chửi bới của Biên Long phía đối diện, cũng chỉ có thể tự trách ông ta mà thôi, vừa mở miệng đã kêu mọi người mau chạy đi. E là không đi được rồi. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Hắn vẫn luôn quan sát xung quanh. Lúc này, phía trước và phía sau đường phố bây giờ đều đã xuất hiện những đám mây đen. Trong chớp mắt, ma khí ở hai đầu đường phố đều biến mất. Không còn gì tồn tại. Như thể chưa từng có thứ gì xuất hiện vậy. Mặc dù Đinh Hòa Bình vẫn còn tức giận đám người Phương Tĩnh Thiên, nhưng ông ta cũng biết lúc này mình không thể phát hỏa. Ma khí vừa mới xuất hiện đã vô cớ biến mất, ông ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người của Phương Tĩnh Thiên đã được trải nghiệm, chỉ có bọn họ mới hiểu được tình hình. Cần phải hỏi rõ mới được, Phương các chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hòa Bình hỏi. Phương Tĩnh Thiên thở dài, ôi, sau khi bọn ta rời đi được khoảng chừng ngàn mét thì đụng phải một đám ma khí cuồn cuộn, ban đầu bọn ta cũng không để ý nên xông thẳng qua, kết quả có một thuộc hạ đột nhiên giật giật, trong nháy. Mắt hóa thành người khô, như thể bị vật gì đó hút khô vậy. Sau đó ta mới phát hiện là từng bóng người, hoặc có thể nói là ma hồn thượng cổ, vô cùng quỷ dị, chúng có thể hóa thân thành ma khí, cái bóng ẩn giấu trong ma khí, mọi công kích đều không có tác dụng, đánh vào người bọn họ cũng chỉ biến thành một chùm ma khí, đồng thời lần nữa ngưng tụ thành hình. Điều đáng sợ là mặc dù đều sẽ biến mất, nhưng chúng ta sẽ không thể nhìn thấy chúng biến mất, giống như cái bóng ẩn nấp trong không khí vậy. Lúc này, mặc dù mọi người nhìn thấy ma khí đã biến mất, nhưng nói không chừng những ma hồn thượng cổ này đang đi tới gần chúng ta đấy. Được rồi, đám người Phương Tĩnh Thiên các ngươi, nói cả buổi cũng chỉ là dẫn thêm phiền phức đến bên người bọn ta, từ đó đến giờ mà sao các ngươi không cút đi xa một chút, đừng khiến bọn ta phải chuốc lấy họa cùng. Bảo Thuận Quang lớn tiếng chửi ầm lên. Phương Tĩnh Thiên cười khổ nói, Bảo Đại Sư, ta cũng không biết các ngươi sẽ đi về hướng này. Phương các chủ, làm sao các ngươi chắc chắn đó là ma hồn thượng cổ mà không phải một sinh linh khác? Dương Bách Xuyên hỏi vào mấu chốt vấn đề. Lúc này, Phương Tĩnh Thiên mới nhìn ra, trong đám người tiên minh luyện, tạo này, Dương Bách Xuyên này mới là nhân vật nòng cốt, cho nên ông ta không cảm thấy kỳ lạ khi Dương Bách Xuyên đặt câu hỏi. Ông ta bèn mở miệng đáp, Dương Đạo Hữu chắc cũng biết một chút tình hình ở thành ma tộc nhỉ, Phương Mỗ cũng chỉ xem qua điển tịch, ta biết rất rõ thứ chúng ta gặp phải chính là ma hồn thượng cổ, nhưng mà đẳng cấp sẽ không quá cao, chắc là tiểu ma hồn cấp bậc thấp nhất, nhưng thật sự quá kỳ lạ. Hoàn toàn không thể đánh chết cũng không thể tiêu diệt được. Sau khi Dương Bách Xuyên được xác nhận, hắn bắt đầu hỏi chim thần ma, theo lời nói của Phương Tĩnh Thiên, cũng không phải những ma hồn thượng cổ này mạnh lắm, mà là bọn họ chưa tìm phương pháp diệt trừ mà thôi. Dựa theo lời nói của Phương Tĩnh Thiên, những ma hồn thượng cổ này có hai đặc điểm đối phó, thứ nhất là chúng có thể có thủ đoạn ẩn thân cùng loại, thứ hai là sau khi đánh tan thì sẽ biến thành ma khí và có thể ngưng tụ trở lại, nghe thì không thấy nhược điểm gì. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rằng bất kỳ sinh linh nào cũng đều sẽ có điểm yếu, cho dù là ma hồn thượng cổ cũng không ngoại lệ, quan trọng là xem thử có thể tìm ra đúng phương pháp hay không. Mà chim thần ma có kiến thức uyên thâm, có lẽ sẽ có cách, cho nên hắn cần phải tham khảo ý kiến của chim thần ma. Quả đen, đừng giả vờ chết nữa, người nghĩ sao về ma hồn thượng cổ? Dương Bách Xuyên truyền âm hỏi chim thần ma đang ngồi xổm trên vai hắn. Ta có thể giải quyết cái rắm gì chứ, lão tử đã nói rồi. Tên gà yếu nhà ngươi đừng lo chuyện lung tung nữa, chẳng phải ngươi cũng nghe rồi sao, tiểu tử này chơi bẩn thì đụng phải tường sắt cũng đáng đời. Chim thần ma không hề khách khí, truyền âm lại chửi bới. Con chim lắm lông nhà ngươi, nói ngươi mập thì ngươi lại xù lông lên, ta đang nghiêm túc hỏi ngươi đấy, nói cho rõ ràng, có cách nào giải quyết không? Sau này ngươi còn muốn tiên đan không đây? Đối với chim thần ma,
Dương Bách Xuyên cũng nắm bắt được một số tập tính của nó, chẳng hạn như thích uy hiếp. Ách, tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, được rồi, không phải là không có cách nào, nhưng lão tử cần phải xem xét tình hình trước mới có thể tìm ra cách đối phó. Ngươi tìm cách đi thử một chút thủ đoạn ra tay của bọn chúng đi, để lão tử xem ma thần thượng cổ này có đức hạnh gì rồi nói tiếp. Nói đến đan dược, chim thần ma lại mất hết tiết tháo. Phương pháp xử lý chính là đề nghị một người nào đó đi thử thủ đoạn ra tay của bọn chúng, trước tiên phải xem thử tình hình rồi mới có thể tìm được cách đối phó với ma hồn thượng cổ. Dương Bách Xuyên lúc này mới nheo mắt lại, nhìn Phương Tĩnh Thiên nói, dựa theo lời nói của Phương các chủ ngươi, có phải lúc này những ma hồn thượng cổ này đang ẩn mình và đang ở nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy không? Hay có lẽ là đang tiến gần về phía chúng ta rồi? Đúng vậy, chắc chắn là như thế, những ma hồn thượng cổ này rất quái dị, bọn chúng có khả năng ẩn thân. Nói không chừng lúc này bọn chúng đã đến gần chúng ta rồi, nhưng không biết Dương đạo hữu có biện pháp đối phó nào không? Phương Tĩnh Thiên luôn cảm thấy Dương Bách Xuyên rất thần bí, nói không chừng tiểu tử này có cách. Cách thì cũng có, nhưng cần sự phối hợp của Phương gác chủ. Dương Bách Xuyên cười nói. Nghe vậy, trong lòng Phương Tĩnh Thiên đột nhiên cảnh giác, ngập ngừng hỏi, phối hợp thế nào? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đơn giản thôi, ta cần tận mắt quan sát thủ đoạn tấn công của ma hồn thượng cổ. Cho nên cần Phương các chủ phái một người đi thử tấn công. Dương Bách Xuyên, người có ý gì, để cho người của bọn ta đi chịu chết sao? Phương Tĩnh Thiên còn chưa lên tiếng thì cảnh sán ở bên cạnh đã tức giận lớn tiếng nói. Ha ha, các người có thể không phái người đi, nhưng... sau này cũng đừng hòng muốn đi theo bọn ta chỉ nghênh đón đồng minh chứ không chào đón hạng người thích lật lọng. Trước đó lúc mới tiến vào đây không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, mọi người cùng tiến cùng lùi. Nhưng chính các người muốn tự mình đi, thế nào, thật sự cho rằng thiên tài địa bảo ở nơi này dễ tìm như thế sao? Các người tìm được chưa? Ha ha, lúc này lão tử có cách giải quyết nguy cơ trước mắt, cần người đi thử một chút, các người không nghĩ ra lại không muốn bỏ sức à? Còn muốn chiếm tiện nghỉ ư, những chuyện tốt đẹp trong thiên hạ đều được tạo ra cho các người à? Mẹ nó, muốn sống thì phái người đi thử đi, nếu không thì đừng trách. Sau đó nói với một thị vệ cấp đại la thượng phẩm bên cạnh, A Tứ, người tiến lên phía trước thăm dò thử đi. Thị vệ này tên là A Tứ, lúc nghe thấy Phương Tĩnh Thiên gọi tên thì cả người hắn ta run lẩy bẩy, nhưng hết cách rồi, Phương Tĩnh Thiên là các chủ, hắn ta chỉ có thể tuân lệnh. Vâng, thuộc hạ đi ngay đây. Thị vệ tên A Tứ vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp đi về phía chỗ ma khí vừa biến mất trước mặt. Lúc này, ánh mắt Dương Bách Xuyên đặt ở trên người tên thị vệ của Phương Tĩnh Thiên. Trong tròng mắt có chút dao động nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, tràn đầy kiên quyết. Hắn biết tên hộ vệ này rất có thể sẽ chết. Nhưng có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm mới được. Không phải hắn tàn nhẫn, chỉ qua một lời nói có thể chôn vùi mạng sống của tên hộ vệ này, nhưng ở tiên giới có luật rừng là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, hắn không tàn nhẫn thì người chết sẽ là hắn. Tuy không phải hắn bảo tên hộ vệ này đi thăm dò, nhưng bản chất vẫn do. Hẳn. So ra, thay vì để người của mình đi chịu chết, chỉ bằng để người của người khác đi thay. Dù sao đó không phải là người của tiên minh luyện tạo là được. Đây cũng là cái giá mà Hỏa Vân các bọn họ phải trả. Nếu làm sai thì phải trả giá, bây giờ Phương Tĩnh Thiên chỉ là đang trả giá cho quyết định trước đó của ông ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu sự hy sinh của tên hộ vệ này có thể khiến chim thần ma tìm ra cách đối phó với ma hồn thượng cổ thì cũng đáng giá. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thị vệ của Hỏa Vân Các. Này, dựa theo lời nói của Phương Tĩnh Thiên, những ma hồn thượng cổ kia hẳn là đang ẩn nấp ngay bên cạnh bọn họ. Nếu bọn họ không tìm ra giải pháp thì khó mà vượt qua cửa ải này. Dương Bách Xuyên rất rõ ràng vấn đề này, đành phải tiêu hao sức lực vào việc này. Dù sao cũng là người của tiên minh luyện tạo nên hắn phải cân nhắc, nếu Phương Tĩnh Thiên có mưu đồ, vậy thì cứ phá hủy mưu đồ của ông ta. Cảnh sán nổi giận đùng đùng với Dương Bách Xuyên, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên trực tiếp phớt lờ. Tiên tử chó má gì chứ, là do các ngươi bất nhân trước. Lần trước còn muốn mưu đoạt minh văn đạo phù của hắn, nhưng Dương Bách Xuyên không tìm nàng ta tính sổ đã là may lắm rồi, bây giờ chỉ là được đà lấn tới nên trả lại cho nàng ta thôi, hắn cũng có thừa biện pháp trừng trị nàng ta. Một tiếng hét thảm thiết kinh khủng phá không vang lên, Dương Bách Xuyên chú ý nhìn lại. Đã thấy sau khi tên thị vệ của Phương Tĩnh Thiên đi ra ngoài được hơn 50 mét thì hắn ta dừng lại và phát ra tiếng hét thảm thiết. Dùng mắt thường thì hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì tồn tại, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy tên thị vệ này đang ra tay với không khí. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này,
mọi người đều biết tên thị vệ kia đã đụng phải thứ gì đó, nhưng bọn họ không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, hình như thật sự có vật gì đó. Trên người tên thị vệ kia bắt đầu chảy máu rồi. Cứu ta! Hắn ta đang kêu cứu và cố gắng chạy trở về, nhưng hắn ta đã bị ma hồn thượng cổ kéo chặt lấy rồi, cả người hoàn toàn không thể di chuyển được. Như Phương Tĩnh Thiên đã nói lúc trước, những ma hồn thượng cổ này quả thực không sợ công kích, tên thị vệ kia có phản kích cỡ nào cũng không làm tổn thương được bọn chúng dù chỉ một chút. Dầu gì đó cũng là đòn tấn công của Đại La, bình thường sau một kích chỉ thấy bốc lên một làn khí đen sau đó sẽ ngưng tụ lại lần nữa, hoặc là một kích xuyên thấy thân thể của ma hồn, như thể đối phương không cảm nhận được bất kỳ đau đớn gì. Dương Bách Xuyên cũng hít sâu một hơn khi nhìn thấy cảnh tượng này, đúng là hững ma hồn này nhìn thì có vẻ thực lực không cao gì mấy nhưng thực chất lại vô cùng khó chơi. Lẽ ra bất kỳ sinh linh nào sau khi trở thành trạng thái thần hồn thì đều rất yếu ớt, nhưng nhìn có vẻ những ma hồn này đánh không tan được, sau đó chúng vẫn có thể ngưng tụ lại. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma, thấy rõ chưa, có cách nào đối phó không? Đương nhiên là có rồi, lão tử đây là chim thần ma đệ nhất tam giới, không phải chỉ là một vài tiểu ma hồn thôi sao, không có gì to tát, nhưng đây là đối với lão tử, chứ còn đối với đám gã yếu như các ngươi thì. Ha ha! Thế này coi như đã khó đối phó lắm rồi. Mặc dù những thứ này là tiểu ma hồn nhưng lại là ma hồn thời đại thượng cổ, bọn chúng không những không tiêu tan trong dòng sông dài lịch sử, mà ngược lại ma hồn thượng cổ đã trải qua rất nhiều biến dị, cộng với môi trường nghịch chuyển âm dương ở đây và phong ấn thì hoàn toàn không thể có oán khí thoát ra, vì vậy năng lực mà những ma hồn này có được sau khi biến dị thật sự không giống người thường rồi. Tùy tình huống ở đây thì thật sự cũng có thể coi là chuyện lớn nha. Có thể không đơn giản như một tòa ma thành mai táng người như các ngươi nói đâu, bây giờ tiểu tử ngươi mau rời khỏi đây còn kịp đấy, mẹ nó, nơi này thật sự quá tà tính rồi. Chim thần ma nói xong, lời cuối cùng giống như đã nhìn ra một số điểm khác thường, cũng có chút kiêng dè nên bèn khuyên Dương Bách Xuyên rời khỏi. Con chim lắm lông nhà ngươi nói cho rõ ràng được không, ngươi nhìn ra cái gì thì nói thẳng ra đi. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói xong, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chim thần ma tỏ vẻ nghiêm trọng nói, theo như các ngươi nói thì nơi này là tòa thành trì trực tiếp chôn vùi các tiên nhân thượng cổ để trấn áp ma tộc đúng không? Dương Bách Xuyên cũng không rõ lắm, nhưng hắn nghe Đinh Hòa Bình nói thì đúng là như vậy, trong sổ sách ghi chép cũng là như thế. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Dương Bách Xuyên nghi ngờ nói. Chim thần ma lên tiếng, mẹ nó, có một vấn đề rất lớn đấy, nếu lão tử cảm giác không sai, hoặc là ta đoán không sai, có thể tòa thành trì không giống như, vậy. Ách, con chim lắm lông này. Không phải là tiên nhân thượng cổ thì chẳng lẽ là ma tộc à? Không đúng, ý ngươi nói là, hai lúc nói đến đây, toàn thân Dương Bách Xuyên khế run rẩy. Hoàn toàn chính xác nha, nếu thành ma tộc này không phải nơi mai táng những tiên nhân thượng cổ, mẹ nó, vậy chính là ma tộc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến hắn giật mình. Trong đầu Dương Bách Xuyên lóe lên một tia chớp, sau đó hắn nhìn chim thần ma. Chỉ nghe chim thần ma nói, gã yếu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái gọi là sổ sách ghi chép cũng chỉ do người khác biên soạn lại, chưa chắc đã ghi chép đúng sự thật. Có lẽ ma thành này thật sự là nơi chôn cổ tiên nhân, nhưng chưa chắc là cổ tiên nhân không có thân phận khác, ví dụ như thân phận ma tộc. Lão tử thử cẩn thận cảm nhận không gian thiên địa ở đây, lúc đầu cũng có hơi nghỉ hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ nhìn thấy những ma hồn thượng cổ kia thì cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói chính xác thì đây là một tòa thành hiến tế nha. Một tòa ma thành hiến tế của thế giới. Thật sự là một vấn đề lớn, đây thậm chí còn là một sự hiến tế vượt qua sự chấp nhận của địa giới rồi. Một tòa ma thành thế giới thì ít nhất cũng có nghìn vạn ma chúng, nói hiến tế là hiến tế vậy thì phải phục cái gì làm ma thần chứ? Hay là muốn triệu hồi ma thần gì đó? Dù sao cũng chắc chắn không phải là cấp độ mà tiên giới có thể có, vấn đề ở đây thực sự hơi phức tạp. Ta đã nói rồi đấy, tiểu tử, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì lão tử khuyên ngươi mau rời khỏi đây, đừng đi sâu vào. Chỗ này. Nếu lão tử nói không sai thì nơi đây có thể sẽ tồn tại ma thần nhất tôn, có thể sẽ có rất nhiều chuyện bất ngờ đấy. Lời nói của chim thần ma nghe có vẻ thoải mái, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được sự bất an vô cùng trong giọng nói của nó. Nhưng, theo hắn nghĩ thì sẽ không nghiêm trọng như thế, hiện tại chỉ có vài tiểu ma hồn xuất hiện ở đây thôi, dù sao mục đích của hắn cũng là đi tìm Lạc Dương, đến cũng đến rồi, không thể nào cứ như vậy rời khỏi đây được. Chỉ cần tìm được Lạc Dương rồi rời khỏi, đây mới là mấu chốt. Nếu thật sự có tồn tại nào đó như chim thần ma nói thì hắn sẽ chạy trốn. Huống hồ, hắn không hề yếu đuối như vậy, hơn nữa, nếu thực sự có thần ma gì đó thì bọn họ đã xuất hiện từ lâu rồi. Ngươi đừng nói nhảm nữa, đợi tìm thấy Lạc Dương rồi rời khỏi,
bây giờ ngươi mau nói cách đối phó với những ma hồn thượng cổ kia đi. Dương Bách Xuyên sốt ruột. Tiểu tử nhà ngươi không nghe lời khuyên của lão tử thì sớm muộn gì cũng chịu tổn thất lớn. Chim thần ma mắng một câu rồi lập tức nói, ma hồn này lợi hại thì lợi hại thật, nhưng có một điểm yếu, môi trường ở đây là không gian nghịch chuyển âm dương, tức là thuộc tính của ma hồn thượng cổ về bản chất là thuần âm. Nhưng hết cách rồi. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, tên thị vệ của Phương Tĩnh Thiên hóa thành một cái xác khô trong tầm mắt của mọi người, hoàn toàn bị ma hồn thượng cổ hút khô tinh huyết thần hồn. Phương Tĩnh Thiên thờ ơ với chuyện này, cũng không cứu hắn ta. Dương Bách Xuyên có hơi chán ghét Phương Tĩnh Thiên, nhưng hắn cũng không ra tay. Bởi vì ngay cả bản thân Phương Tĩnh Thiên còn không cứu, chứ đừng nói tới một người ngoài như hắn. Trơ mắt nhìn gã thị vệ bị ma hồn cổ cắn nuốt thành xác khô. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nói, mọi người nhớ kỹ, đối phó với ma hồn cổ, chỉ có dùng lửa thôi động lực tiên hồn, lấy sức mạnh tiên hồn đốt cháy thì mới có thể diệt ma hồn, nếu không thì những cách khác đều vô dụng. Bây giờ mọi người xông thẳng qua đi, không cần phải dây dưa với những ma hồn này nữa, chúng ta làm việc chính. Dương Bách Xuyên nói những lời này cho đám Ninh Hòa Bình nghe, đương nhiên còn cả những người của Vân Hỏa Các, còn Phương Tĩnh Thiên có tin hay không thì tùy. Dù sao thì hắn cũng tin vào cách mà chim thần ma đã nói. Hắn nói xong, đám người Đinh Hòa Bình đương nhiên là tin tưởng, nhưng Phương Tĩnh Thiên lại lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng lúc này ông ta vẫn ông nhịn được nói, Dương Đạo Hữu, cách mà ngươi nói có hiệu quả thật không? Tin hay không thì tùy ông. Dương Bách Xuyên thản nhiên đáp, hắn quay sang nói với đám người Đinh Hòa Bình, mọi người nhớ kỹ, dùng phương pháp mà ta nói để đối phó với ma hồn cổ, một đường xông thẳng về phía trước, cố gắng không dừng lại, phải nhớ là trợ giúp lẫn nhau. Không biết nơi này có bao nhiêu ma hồn cổ, thế nên tất cả phải đoàn kết mới có thể ứng phó được. Dứt lời, Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Đinh Hòa Bình dẫn đường, đi theo khí tức của Lạc Dương trên tiên minh lệnh, dù sao thì mục đích của tất cả mọi người đều là để tìm kiếm Lạc Dương. Cũng ra hiệu cho ba người Bảo Thuận Quang, Biên Long và Diêu Bất Ngôn đi sau, như vậy thì mọi người sẽ hình thành một chỉnh thể, có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ. Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng cho đám người Phương Tĩnh Thiên của Vân Hỏa Các, dù sao thì lão cáo già này cũng không tin hắn, hoặc nói đúng hơn thì trong lòng ông ta luôn có những suy tính phức tạp khác, tạm thời hắn sẽ không suy xét tới bọn họ. Đi. Sau khi hạ lệnh, bên cạnh Dương Bách Xuyên là Tuyết Hương và Đinh Hòa Bình, ba người xung phong vọt về phía trước. Sắp xếp này của Dương Bách Xuyên đã giành được thiện cảm của 10 thị vệ do luyện tạo tiên minh Kim Quy lãnh đạo. Dù sao thì đây cũng là một loại bảo vệ mà Dương Bách Xuyên dành cho họ. Không tuyệt tình giống như Phương Tĩnh Thiên. Mặc dù Đinh Hòa Bình không công khai với nội bộ luyện tạo tiên minh, thân phận của Dương Bách Xuyên là đại tông sư luyện đan cửu phẩm, nhưng cũng đã thông báo là luyện đan sư. Cộng thêm thái độ kính trọng của bốn người bọn họ với Dương Bách Xuyên suốt dọc đường, những thị vệ này đương nhiên nhìn ra được, địa vị của luyện đan sư mới gia nhập này không hề tầm thường, vốn đã kính trọng Dương Bách Xuyên, hiện tại càng thêm kính trọng hơn. Những thị vệ này đều không phải là luyện đan sư. Chẳng qua chỉ là những thị vệ bám vào luyện tạo tiên minh để tu hành, chuyên phục vụ cho những luyện tạo sư này, có đôi khi tính mạng của bọn họ quả thật không đáng giá, hoặc nói đúng hơn, trong mắt những kẻ mạnh, bọn họ không có tôn nghiêm. Nhưng chỉ với sự sắp xếp nho nhỏ của Dương Bách Xuyên, trong lòng của những thị vệ lại cảm thấy mình được tôn trọng, vì vậy họ càng cảm thấy biết ơn và kính trọng Dương Bách Xuyên hơn. Đi theo người như vậy, cho dù liên lụy tới tính mạng cũng xứng đáng. Rất nhanh. Dương Bách Xuyên dẫn theo người vọt tới trước thi thể tên hộ vệ của Phương Tĩnh Thiên. Grrr. Ngay lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng gầm, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt thật sự của ma hồn cổ. Không chỉ hắn mà đám người Đinh Hòa Bình cũng thấy. Quả nhiên giống hệt với những gì mà trước kia hắn đã trông thấy, tất cả đều mang hình dáng con người, xung quanh được bao phủ bởi ma khí đen như mực. Chỉ khi tới gần mới nhìn thấy được những ma hồn cổ này. Xông lên. Dương Bách Xuyên hô lên. Trong lòng khế động, thanh liên tiên hỏa xuất hiện, phóng ra sức mạnh tiên hồn đốt cháy. Hắn tiện tay đánh một chưởng về phía ma hồn cổ đang nhào tới. Xèo xèo xèo, giống. Từng tiếng cháy vang lên, toàn thân bị thanh liên tiên hỏa của Dương Bách Xuyên đốt cháy, phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Đòn tấn công này nằm ngoài dự tính của Dương Bách Xuyên, hiệu quả vượt qua sự mong đợi. Quả nhiên cách mà chim thần ma nói với hắn rất hiệu quả. Lửa và tiên hồn có thể gây sát thương tới ma hồn cổ. Lửa hắn dùng là thanh liên tiên hỏa, ngọn lửa xếp thứ ba trong tiên giới, đương nhiên hiệu quả tấn công phải mạnh hơn. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên đã nhanh chóng nhận ra, hắn không cần phải dùng nhiều tiên hồn như vậy, chỉ cần một chút là đủ. Bởi vì thanh liên tiên hỏa rất mạnh, tiên hồn chỉ đóng vai trò trung gian nên không cần nhiều như vậy. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được sự phi phàm từ uy lực ngọn lửa của Đinh Hòa Bình,
Biên Long, Bảo Thuận Quang. Vượt qua những tiên hỏa thông thường, mặc dù không mạnh như thanh liên của hắn, nhưng mạnh hơn nhiều so với những thị vệ kia. Lúc này, mọi người đều thấy được uy lực của lửa, chứng minh cách mà Dương Bách Xuyên nói có hiệu quả, ai nấy đều tin tưởng, nỗi sợ hãi với những ma hồn cổ này cũng dần biến mất. Đối phó cũng trở nên dễ dàng hơn. Dù sao trong lòng mọi người đều đã rõ. Đương nhiên, tất cả đều chứng kiến sự khủng bố của Dương Bách Xuyên, hoặc đúng hơn là uy lực của thanh liên tiên hỏa trong tay hắn. Mọi người đều rất vui vẻ, bởi vì Dương Bách Xuyên đại biểu cho sức mạnh của cả một cả tập thể. Nhưng có người lại lo lắng, ví dụ như đám người của Vân Hỏa Các đang theo đuôi ở phía sau. Phương Tĩnh Thiên nhìn thấy thanh liên tiên hỏa của Dương Bách Xuyên thì trừng mắt, trong lòng thầm cảnh giác. Bọn nhỏ thấy cách của Dương Bách Xuyên có hiệu quả nên đương nhiên sẽ ra tay. Có muốn lùi về sau thì cũng không có đường thoát, phía sau bọn họ cũng có ma hồn cổ, còn không bằng đi theo bọn họ. Lúc này, Phương Tĩnh Thiên nghĩ, cứ đi theo đám người Dương Bách Xuyên qua được cửa ải này rồi tính. Dù sao thì trong lòng bọn họ cũng có mưu tính riêng. Dương Bách Xuyên cũng không biết việc này, hắn cũng không có tâm trạng để ý tới Phương Tĩnh Thiên, thích theo hay không thì tùy, không theo thì cứ đợi chết đi. Trên đường đi, tất cả mọi người hợp sức cùng nhau, giống như một con rồng dài đang cháy hừng hực, nhưng bất kỳ một ma hồn cổ nào đến gần đều sẽ bị thiêu đốt, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, lui về sau tránh né. Vì vậy, Đinh Hòa Bình cầm tiên minh lệnh, thi pháp khí tức Linh Châu tiếp tục. Lao băng băng về phía trước. Không ai biết thành ma tộc lớn tới đâu, mọi người chạy điên cuồng hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn ở trên đường. Bỗng nhiên, một cánh cửa rộng lớn xuất hiện, nhìn có vẻ rất u ám, cảm giác như không phải một nơi tốt lành. Chạy một đường tới trước cánh cửa nhưng không một ai bị thương. Gặp phải rất nhiều ma hồn cổ nhưng có tiên hỏa đốt cháy phòng ngự, ma hồn cổ không thể lại gần bọn họ. Nhưng vẫn luôn đuổi sát cả đoạn đường. Nhưng khi đến trước cửa tòa cung này, ma hồn cổ giống giận ngút trời đột nhiên biến mất. Dương Bách Xuyên cũng dừng lại theo bản năng, không thấy nữa. Ninh Hòa Bình quay đầu nhìn, tất cả ma hồn cổ đều biến mất, cách đó hơn 10 mét chỉ có đám người Phương Tĩnh Thiên, không có bất kỳ ma hồn cổ nào. Giống như bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện. Đúng vậy, nhưng lão Đinh, ta cảm giác có gì đó không đúng lắm, theo lý thì những ma hồn cổ này đều là ma hồn cấp thấp, không hề có ý thức, nhưng khi đến một nơi như cấm địa thế này lại hoàn toàn biến mất, chứng minh cánh cửa cung điện này có vấn đề, hoặc nói đúng hơn là vùng đất phía sau cánh cửa này sợ là không phải nơi tốt lành gì. Dương Bách Xuyên nhìn cánh cửa cách đó 30 mét nói. Cánh cửa này mang lại cho hắn một cảm giác không thoải mái. Cánh cửa này được xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ, thiết kế làm ba cửa, cổng chính ở giữa, hai cổng nhỏ hơn ở bên trái và bên phải. Cánh cửa lúc này vẫn đang được khép kín. Ninh Hòa Bình lên tiếng, đúng là hơi cổ quái, nhưng Linh Châu chỉ dẫn khí thức của Lạc Dương đại nhiên ở hướng này, hẳn là không sai được. Mặc kệ đi, nếu khí thức dẫn tới đây, bất kể như thế nào thì chúng ta đều phải vào trong xem thử, chưa biết chừng Lạc Dương đang ở bên trong. Dương Bách Xuyên đưa ra quyết định. Lúc này phía sau vang lên giọng của Phương Tĩnh Thiên, Dương Đạo Hữu, ngươi chạy như điên tới đây là muốn tìm thứ gì sao? Phương Tĩnh Thiên cũng không ngốc, ông ta đã sớm nhìn thấy tiên minh lệnh và khí tức linh chủ trong tay Đinh Hòa Bình, thứ đồ chơi này là để tìm kiếm gì đó. Tìm thứ gì cũng không phải chuyện của ông, hiện tại mọi người ở đây cũng không phải đồng minh, Phương các chủ cứ tùy ý đi thôi. Dương Bách Xuyên thản nhiên đáp trả Phương Tĩnh Thiên. Ha ha, Dương Đạo Hữu nói vậy là không đúng rồi. Lúc xuất phát mọi người đều đã thống nhất cùng nhau tiến vào thành ma tộc, cùng tiến cùng lùi, sao lại không phải đồng minh rồi? Đương nhiên lúc trước chúng ta ra ngoài xem một vòng là để thăm dò hoàn cảnh mà thôi, ta cũng đâu có nói muốn tách khỏi đồng minh. Lúc này, trong lòng Phương Tĩnh Thiên đã chắc chắn một chuyện, nhất định đám người Dương Bách Xuyên đang tìm bảo vật gì đó. Chẳng phải thế thì sao, chúng ta là đồng minh, từ trước tới giờ đều không thay đổi, vẫn là Dương Đạo Hữu hiểu lý lẽ. Phương Tĩnh Thiên nhìn Bảo Thuận Quang bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Bách Xuyên lại khiến vẻ mặt ông ta tái xanh. Dương Bách Xuyên cười đáp, nếu như Phương các chủ vẫn thừa nhận đồng minh, vậy thì chuẩn bị tiến vào cánh cửa này, để Phương các chủ xung phong mở đường đi, dù sao thì ma hồn cổ vừa rồi là do chúng ta đi đầu, hóa giải nguy hiểm của ma hồn cổ cũng là bọn ta, nếu đã là đồng minh, ta nghĩ Phương các chủ sẽ không ngại góp một phần sức lực, đúng không? Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh. Lão cáo già muốn kiếm lợi khắp nơi, tiểu gia để ông kiếm đủ, đúng lúc đang thiếu bia đỡ đạn. Nghe thấy những lời này của Dương Bách Xuyên, Phương Tĩnh Thiên thầm chửi rủa trong lòng, nhưng cũng chỉ dám mắng trong lòng mà thôi. Ông ta không dám đối đầu với Dương Bách Xuyên. Rõ ràng Dương Bách Xuyên coi người Vân Hỏa các bọn họ làm đá kê chân.
Phương Tĩnh Thiên là cao thủ hỗn nguyên nên có cảm ứng bẩm sinh với nguy hiểm vô hình, ông ta cảm nhận được một sự nguy hiểm cùng cực đến từ cửa cung trước mắt này. Lúc này Dương Bách Xuyên lại bắt ông ta xung phong. Nhưng tòa cửa cung này tạo cho ông ta một cảm giác rất nguy hiểm, sao ông ta dám xung phong đi trước chứ? Phương Tĩnh Thiên không muốn làm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó cho qua chuyện này thì đầu bên kia vang lên tiếng bước chân. Có người, hoặc là sinh linh khác. Ánh mắt của mọi người tập trung về phía bóng tối bên kia. Nói thật lúc này mọi người đều rất khẩn trương, bởi vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu có xuất hiện một thứ còn đáng sợ hơn ma hồn cổ hay không. Tiếng bước chân đến gần. Sau đó mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người đến là đoàn người của Điện Ma Đan do Hình Nguyên Minh dẫn dắt. Mọi người không ngờ lúc này Hình Nguyên Minh sẽ xuất hiện. Nhìn có vẻ bọn họ rất chật vật, đội ngũ hơn 10 người giờ chỉ còn lại 6 người. Hiển nhiên cũng đã chết hơn nửa. Chờ đến khi bọn họ đi đến trước mặt mọi người, thế lực ba phương cũng coi như đã tụ lại một chỗ. Giờ phút này Hình Nguyên Minh đã không còn sự kiêu ngạo và đắc ý ban đầu nữa, thay thế là sự mệt mỏi và hoảng sợ. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Đây là câu nói đầu tiên của Hình Nguyên Minh, giống như sau khi nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên, cục đá trong lòng ông ta đã rơi xuống. Thấy vậy Bảo Thuận Quang lên tiếng khinh bỉ, ha ha, Hình Nguyên Minh, không phải ngươi rất có năng lực hay sao, sao giờ lại giống như vừa bị ma đuổi vậy, ha ha ha. Hình Nguyên Minh không thèm để ý đến câu châm chọc của Bảo Thuận Quang, hay nói cách khác ông ta không có tâm trạng đấy võ mồm với Bảo Thuận Quang, bởi vì ông ta vẫn còn sợ hãi với những gì vừa trải qua. Suýt nữa tiêu đời. Trong chuyến đi một vòng quanh tòa ma thành này, thuộc hạ của ông ta đã chết hơn nửa. Sao ông ta lại không hốt hoảng được cơ chứ? Hình Nguyên Minh nói, Bảo Thuận Quang, CMN ngươi nói rất đúng, chúng ta đã gặp phải quỷ. Các ngươi có gặp phải sinh linh đáng sợ kia không? Lúc này Hình Nguyên Minh giống như chim sợ cành cong. Nhưng mọi người đều nghe hiểu lời của ông ta, hiển nhiên lão già này đã bị ma hồn thượng cổ tấn công. Chẳng qua ông ta không may mắn gặp được Dương Bách Xuyên từ sớm. Nếu không có thể dùng ngọn lửa cộng thêm tiên hồn để giảm bớt thương vong, mặc dù cách này đơn giản nhưng nếu không biết cách sẽ bị ma hồn cổ hút hết sức lực. Hình Nguyên Minh dẫn dắt Điện Ma Đan, giờ còn lại 6 người đã rất không tệ. Không phải Dương Bách Xuyên muốn có người làm đá kê chân cho mình hay sao? Giờ thì tốt rồi, Hình Nguyên Minh có thể chia sẻ một ít với ông ta. Phương Tĩnh Thiên cười nhìn về phía Hình Nguyên Minh, nói, Hình Đạo Hữu, ngươi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của tòa thành quỷ dị này đúng không? Hình Nguyên Minh gật đầu, không chỉ đáng sợ, còn cực kỳ biến thái. Phương Tĩnh Thiên tiếp tục nói thật lần này ta cũng gặp may, gặp được. Đám người Dương Đạo Hữu nếu không sẽ bị chết rất nhiều người. Kết quả này do mọi người đồng lòng chung sức, người cũng thấy được sự quỷ dị của tòa thành này, hiện giờ mọi người lại tụ lại bên nhau, như vậy mới có thể cùng chung sức vượt qua cửa ải khó khăn N. Nghe mấy lời này của Phương Tĩnh Thiên, Dương Bách Xuyên thầm mắng không biết xấu hổ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng chỉ nghĩ trong lòng, bởi vì hắn biết Phương Tĩnh Thiên đang lừa dối Hình Nguyên Minh. Ở trong lòng hắn, hai lão già này đều không phải người tốt lành gì. Nhưng nói đi nói lại, lúc này Phương Tĩnh Thiên lừa dối Hình Nguyên Minh cũng vì muốn giải quyết xong chuyện làm đá kê chân. Dù sao hắn thấy ai đi cũng được, chỉ cần bảo vệ an toàn tính mạng của Tiên Minh luyện tạo là được. Cũng ra hiệu bảo Bảo Thuận Quang đừng lên tiếng, đứng nhìn Phương Tĩnh Thiên biểu diễn là được. Phương Tĩnh Thiên là một con cáo già ngàn năm, đứng trước mặt ông ta, Hình Nguyên Minh vẫn còn kém chút. Đặc biệt Hình Nguyên Minh vừa mới trải qua nỗi sợ hãi xong. Phương Tĩnh Thiên tiếp tục lừa dối, Hình Điện Chủ, hiện tại chúng ta cùng tổ hợp đội ngũ lại, hiện tại ngươi muốn tiếp tục gia nhập chúng ta không? Lúc này Hình Nguyên Minh như chim sợ cành cong, hiển nhiên biết vào lúc này thì lựa chọn gia nhập đội ngũ mới là lựa chọn tốt nhất. Ông ta nghe Phương Tĩnh Thiên hỏi vậy, gật đầu nói, muốn, các ngươi đừng hòng bỏ lại chúng ta. Ha ha, Hình Điện Chủ, lúc trước chính ngươi rời đi trước, hiện tại muốn gia nhập chúng ta đâu dễ như vậy chứ. Nhưng, muốn đi vào trong thành một lần nữa, nhìn thấy cửa cung này không, các ngươi đi vào trước, đây coi như là điều kiện để các ngươi gia nhập, nếu không chúng ta sẽ không cần các ngươi. Hai, trong tòa thành này chỗ này cũng có ma hồn thượng cổ, có khi còn có cả sinh linh khác. Hiện tại chúng ta cần phải đi vào cửa cung trước mới được, Hình Điện Chủ, chính ngươi suy nghĩ giữa lợi và hại đi. Nghe xong Phương Tĩnh Thiên lừa người, Dương Bách Xuyên cũng nhịn không được muốn vỗ tay vì sự mặt dày của lão cáo già này. Sao trên đời này lại có tên khốn mặt dày vô liêm sỉ vậy chứ? CMN còn gia nhập lần nữa. Sao ông ta không nghĩ lại ông ta là người đầu tiên rời khỏi đội ngũ chứ? Bảo Thuận Quang thầm mắng.
thậm chí ngay cả cảnh sán tiên tử cũng đơ ra, nàng ta nghe thấy những lời lừa dối này của sư phụ, mặt đỏ bừng, da mặt của sư phụ nhà mình đủ dày. Nhưng lúc này Hình Nguyên Minh vừa mới trải qua cơn sợ hãi, trong lòng rất muốn gia nhập vào đại đội, nghe Phương Tĩnh Thiên nói xong, suy nghĩ một lúc rồi nói, được, chúng ta xung phong đi trước, nhưng các chủ bên các ngươi đừng đứng nhìn một bên, nếu có động tĩnh gì các ngươi phải ra tay hỗ trợ, đừng tưởng rằng ta không biết mưu kế của ngươi. Phương Tĩnh Thiên xấu hổ nói, vậy quyết định vậy đi, bên các ngươi xung phong đi đầu, bên chúng ta yểm trợ. Nói xong Phương Tĩnh Thiên nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nói, Dương đạo hữu thấy thế nào? Dương Bách Xuyên thấy thế nào cũng được, chỉ cần không phải người của Tiên Minh luyện tạo xung phong đi đầu là được. Dù sao mọi người cũng không giấu trong cửa cung này có cái gì, để Hình Nguyên Minh và Phương Tĩnh Thiên cùng đi vào cũng không có gì không tốt. Ta không ý kiến, vậy đoạn đường tiếp theo phải nhờ hai vị rồi. Dương Bách Xuyên cười nói. Được, nhưng ta cũng hy vọng người của Tiên Minh luyện tạo các ngươi cũng đừng khoanh tay đứng nhìn, nếu có biến cố gì xảy ra, mọi người cùng nhau ứng phó mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nếu không ta cũng. Dương đạo hữu hiểu chứ? Mặc dù chưa nói hết nhưng mọi người đều nghe hiểu Phương Tĩnh Thiên đang uy hiếp Dương Bách Xuyên. Ha ha, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, ông đang uy hiếp ta. Dứt lời, hơi thở bùng nổ, kiếm đầu long xuất hiện, thanh liên tiên hỏa phủ kín thân kiếm, sau đó đánh về phía Phương Tĩnh Thiên. Mọi người không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ đột nhiên trở mặt, nhìn có vẻ hắn thật sự muốn liều mạng chém người. Đối với đám người Đinh Hòa Bình, dù Dương Bách Xuyên làm gì bọn họ đều sẽ duy trì vô điều kiện, cũng thả ra hơi thở cường đại đè ép đám người Phương Tĩnh Thiên. Lúc này sắc mặt của Phương Tĩnh Thiên cực kỳ khó coi, ông ta uy hiếp Dương Bách Xuyên cũng vì muốn thử một chút, không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản ứng mạnh như vậy. Chẳng lẽ thật sự phải trở mặt với Dương Bách Xuyên? Nhìn số lượng hai bên, cảm nhận hơi thở tản ra trên người Dương Bách Xuyên, trong lòng Phương Tĩnh Thiên hơi giận người. Thật ra ông ta cũng chỉ là hỗn nguyên trung phẩm đỉnh phong. Ban đầu ông ta không quá để mắt đám người Dương Bách Xuyên và Đinh Hòa Bình, cho rằng với thực lực của mình thì có thể đối phó tất cả. Nhưng lúc này ông ta cảm thấy không thích hợp. Hơi thở đại la viên mấn đỉnh phong của tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này có thể sánh ngang với ông ta. Cúi xuống nói xin lỗi. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Hắn biết nếu không đè ép khí thế của lão già này, sau khi đi vào cửa cung, có khi ông ta sẽ lại gây chuyện. Hơn nữa Hình Nguyên Minh cũng là một quả bom, áp xuống Phương Tĩnh Thiên đồng thời ra oai đe dọa ông ta. Nghe thấy Dương Bách Xuyên bắt ông ta cúi người xin lỗi, nụ cười trên mặt Phương Tĩnh Thiên biến mất. Với Phương Tĩnh Thiên mà nói, những lời này chẳng khác nào đang sỉ nhục ông ta. Ông ta lập tức trợn trừng mắt lườm Dương Bách Xuyên, mặt mày xa sầm, khàn giọng hỏi, Dương đạo hữu có ý gì? Dương Bách Xuyên híp mắt, đáp, ta muốn ông cúi đầu xin lỗi. Dứt lời. Sát ý mà Dương Bách Xuyên tỏa ra gần như hóa thành thực thể, đồng thời ngày càng dày đặc, hai mắt dán chặt lên người Phương Tĩnh Thiên không rời. Hành động này của hắn chẳng khác nào đang ra tối hậu thư với Phương Tĩnh Thiên rằng ông đây muốn làm nhụt nhuệ khí của ông đấy, nếu không chịu xin lỗi đàng hoàng, vậy đừng trách sao ta liều mạng với ông. Bấy giờ, Phương Tĩnh Thiên cũng đã nhìn thấu quyết tâm muốn lôi cổ mình ra khai đao của Dương Bách Xuyên, hiện tại ông ta không còn đường lui, nếu không chịu xuống nước dập đầu tạ tội với Dương Bách Xuyên. Sợ là hai bên sẽ thật sự trở mặt thành thù. Phương Tĩnh Thiên nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, cuối cùng xoay người, khom lưng cúi đầu trước Dương Bách Xuyên, đồng thời trầm giọng nói, xin lỗi Dương đạo hữu. Cúi đầu rồi, Phương Tĩnh Thiên chịu cúi đầu thật rồi. Trông thấy cảnh tượng này, rất nhiều người khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngạc nhiên vô cùng, nhất là Hình Nguyên Minh. Là một trong những nhân vật có máu mặt ở Tiên Đan Thành, tất nhiên lão ta hiểu rất rõ tính cách của Phương Tĩnh Thiên. Thật không ngờ Phương Tĩnh Thiên lại hạ mình cúi đầu xin lỗi một tiểu bối như Dương Bách Xuyên. Có thể nói, đây là một trường hợp trước giờ chưa từng có. Trong vòng mấy nghìn năm trở lại đây, lão ta chưa từng nhìn thấy Phương Tĩnh Thiên phải cúi đầu trước kẻ nào ở Tiên Đan Thành này hết. Ấy thế mà hiện tại ông ta lại khom lưng xin lỗi một tiểu bối như Dương Bách Xuyên, chuyến này Hình Nguyên Minh xem như được mở mang tầm mắt rồi. Ngoài ra, lúc này trong lòng Hình Nguyên Minh cũng xuất hiện rất nhiều phỏng đoán về thân phận của Dương Bách Xuyên. Và cũng có hơi kiêng dè hắn. Điều này cũng khiến bốn người Đinh Hòa Bình đề cao cảnh giác với Phương Tĩnh Thiên. Một kẻ vốn kiêu ngạo lại chịu cúi đầu xin lỗi trước mặt bao người, không cần nghĩ cũng biết bụng dạ ông ta khó lường tới cỡ nào mới có thể hạ mình nhẫn nhục đến vậy. Thế nên người của luyện tạo Tiên Minh chẳng những không cảm thấy vui mừng trước cái cúi đầu của Phương Tĩnh Thiên, trái lại còn lo lắng không yên. Có thể thấy, từ giờ trở đi, Phương Tĩnh Thiên đã ngấm ngầm ghi hận Dương Bách Xuyên trong lòng, nếu để lão già này bắt được cơ hội. Chắc chắn sẽ nhân lúc nguy cấp mà tặng hắn một dao,
tiễn về nơi chín suối. Đám người đứng bên cạnh Phương Tịnh Thiên cũng tái xanh mặt mày, nhất là đồ đệ cảnh sán của Phương Tịnh Thiên. Lúc này, nàng ta thật sự không nhịn nổi nữa, gân cổ chửi bới Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên, mày là cái thá gì mà lại bắt sư phụ tao phải xin lỗi mày. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn cảnh sán, rồi bật cười thành tiếng, đáp, nếu muốn sống sót ở chỗ này thì phải biết cúi đầu trước ông đây, còn ngươi, tốt nhất thì ngậm chặt miệng lại đi. Đừng tưởng là đàn bà thì ông đây sẽ không dám đánh, chuyện quỷ mẫu yêu thụ lần trước, ngươi cho rằng ông đây không biết ngươi chủ ý muốn cướp Minh Văn Đạo Phù trên người ông đây hả, món nợ này ông đây còn chưa tính với ngươi đâu, nên tốt nhất là đừng chọc giận ta. Về phần ta có tư cách gì thì tự đi mà hỏi sư phụ Phương Tịnh Thiên của ngươi đi. Mày, cảnh sán điên tiết bước lên, định ra tay với hắn, có điều lại bị Phương Tịnh Thiên ngăn cản, sán nhị, lui lại. Thấy sư phụ đã mở miệng, cảnh sán chỉ đành hung tợn lườm Dương Bách Xuyên một phát sắc lẻm, sau đó ngoan ngoãn lùi về sau. Còn Phương Tịnh Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói trên môi, hòa ái nói, Dương đạo hữu đừng trách tiểu đồ, nó bị ta chiều hư rồi. Lúc này, ngoài mặt Phương Tịnh Thiên chẳng mảy may để lộ vẻ tức giận, càng không hề có chút biểu cảm căm phẫn nào khi bị một tiểu bối đè đầu cưỡi cổ, trái lại còn tràn ngập ý cười dịu dàng như gió xuân. Hệt như ban nấy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cảnh tượng ấy khiến bốn người Đinh Hòa Bình vẫn luôn chú tâm quan sát nấy. Giờ cảm thấy lo lắng tột độ, bởi trong mắt họ, sự bình tĩnh, thong dong của Phương Tịnh Thiên là biểu hiện của việc ngấm ngầm ghi thù, cũng như lòng dạ thâm sâu khó đoán. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Làm gì có chuyện hắn lại không nhận ra tâm tư của con cáo giả Phương Tịnh Thiên này chứ? Chỉ là với hắn mà nói chuyện này chẳng có gì to tát, bởi thứ hắn muốn là chèn ép cái thói kiêu căng của Phương Tịnh Thiên, đồng thời hù dọa đám Hình Uyên Minh một phen. Và thể theo biểu hiện của Hình Uyên Minh thì hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Về phần Phương Tịnh Thiên nhỏ nhen, thích mang thù, cái này không quan trọng. Biết điều thì đừng có dại mà gây chuyện với hắn. Bằng không hắn sẽ khiến lão bất tử đó phải hối hận vì đã đặt chân tới thế giới này. Nơi này không nên nán lại lâu, ông đi trước mở đường đi. Dương Bách Xuyên thản nhiên sai sử Phương Tịnh Thiên. Hắn biết với những lão cáo giả này, người càng tỏ ra yếu đuối bao nhiêu, họ sẽ càng được nước lấn tới bấy nhiêu. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua, thực lực, chính là thứ quyết định tất cả. Và hiện tại, họ Dương đang phơi bày thực lực của bản thân ra cho họ xem. Đừng thấy tu vi hiện tại của hắn chỉ có đại la đại viên mãn mà lầm, dù có đối đầu với lão bất tử mạnh cỡ Phương Tịnh Thiên, hắn cũng chẳng mảy may lo sợ đâu. Nghe thấy mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên, Phương Tịnh Thiên chỉ bật cười, rồi gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng khoảnh khắc ông ta cúi mặt xuống, nơi đáy mắt lập tức xuất hiện sát ý dày đặc. Kế tiếp, ông ta quay sang, gật nhẹ đầu với Hình Uyên Minh. Hình Uyên Minh lập tức ra hiệu cho hai đại la đứng bên cạnh tiến về phía cửa cung, sau đó mọi người im lặng đuổi theo sau. Phương Tịnh Thiên cũng ra lệnh cho hai thị vệ đại la đi theo bên cạnh để tiện đối phó với những tình huống bất ngờ. Nhóm xuất phát sau cùng chính là người của Luyện Tạo Tiên Minh. Bấy giờ, mọi người chẳng có chút thông tin gì về cửa cung sừng sững ngay. Trước mặt, có trời mới biết cửa cung này có gì bất thường, hay là sau khi mở cửa ra sẽ gặp phải tình huống gì mà thôi. Lát sau, hai vị đại la của Ma Đan Điện dẫn đầu tiến lại gần cửa cung, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó một trong hai người lên tiếng, bẩm điện chủ. Trên cửa không có trận pháp, có thể mở cửa bước vào trong. Hình Uyên Minh liếc nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi, Dương đạo hữu thấy sao? Hiện tại, Hình Uyên Minh đã nhận ra ở chỗ này, người có quyền quyết định là Dương Bách Xuyên. Ngay từ đầu lão ta đã cảm thấy thằng nhãi này có gì đó rất lạ, giờ tới cả con cáo già như Phương Tịnh Thiên cũng không dám đắc tội hẳn, lão ta vẫn nên khiêm tốn một chút, hỏi ý Dương Bách Xuyên trước cho an toàn. Mở cửa cung, Dương Bách Xuyên thẳng thừng ra lệnh. Mở đi. Hình Uyên Minh tức khắc sai sử hai thuộc hạ, ầm ầm, mì thanh trầm đục vang lên, cánh cửa vừa cao, vừa dày, vừa nặng được một hộ vệ của Hình Uyên Minh đẩy ra. Vù vù, khoảnh khắc cửa cung hé mở, một lồng gió lạnh lế ô thổi ngang qua mặt mọi người, kèm theo là tiếng rít chói tai. Điều này khiến toàn thân họ run lên bần bật, nhưng làn gió chỉ lướt qua rồi thôi, không có gì xảy ra tiếp nữa. Đoàn người đề cao cảnh giác một hồi, thấy không có gì bất thường thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào, Dương Bách Xuyên hô lớn. Hai thuộc hạ của Hình Uyên Minh nơm nớp lo sợ bước vào trong, nhưng vẫn không xuất hiện điều gì bất thường cả. Sau khi mọi người tiến vào, họ phát hiện nơi này là một quần thể cung điện rộng lớn, chỗ họ đang đứng chỉ có thể xem là một khoảng sân trước cung điện, phóng mắt ra xa sẽ thấy đằng sau có rất nhiều đình đài cung điện. Khoảng sân này không quá lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông. Chờ người cuối cùng bước qua khỏi cửa cung, sau lưng bỗng vang lên một tiếng rầm vang dội.
Dương Bách Xuyên biến sắc, cửa tự động đóng lại, Kim Quy Tiên Nhân run run nói. Mọi người cẩn thận, Dương Bách Xuyên lớn tiếng nhắc nhở. Với mọi người có mặt ở đây mà nói, tình huống này quá mới lạ, khác hẳn cái lần đụng độ hồn ma cổ xưa. Bấy giờ, trong đầu mỗi người hiện lên vô số suy nghĩ, không ai giống ai, đặc biệt là Hình Nguyên Minh chịu trách nhiệm đi trước mở đường. Hiện tại, lão ta có cảm giác bản thân đã bị Phương Tịnh Thiên lừa. Hình Nguyên Minh tức giận chừng Phương Tịnh Thiên, cùng là bá chủ một phương của Tiên Đan Thành, ai sợ ai chứ, tạm thời lão ta âm thầm ghi nhớ món nợ này trước, chờ khi nào về tới sẽ tính sổ với Phương Tịnh Thiên sau. Còn Phương Tịnh Thiên thì chẳng hề nhận ra tâm tư của Hình Nguyên Minh, trong đầu ông ta lúc này chỉ còn mỗi lòng căm hận với Dương Bách Xuyên. Hôm nay, mặt mũi của ông ta xem như đã bị một tên tiểu bối như Dương Bách Xuyên dẫm nát dưới chân, còn tiện thể giày xéo một phen. Bốn người Đinh Hòa Bình biết Phương Tịnh Thiên chắc hẳn Dương Bách Xuyên muốn chết, có điều trước tình hình hiện tại, dù biết mọi hành động của con cáo giả này xuất phát từ mưu đồ đen tối, nhưng không ai rảnh mà vạch trần ông ta, chỉ ngấm ngầm ghi nhớ trong lòng thôi. Sau khi tiến vào cửa cung, mọi người tạm vứt những chuyện này ra sau đầu, tập trung chú ý phía trước mặt. Không ai biết cái bóng xuất hiện trong sương mù là gì. Trông nó khác với những ma hồn thượng cổ trước đó, bởi vì cảm giác khí tức rất khác biệt, cộng thêm ma khí âm sát rất nặng, vượt xa những ma hồn thượng cổ trước đó. Rốt cuộc đó là thứ gì, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng. Mọi người cũng đề phòng theo phương pháp của Dương Bách Xuyên, có thể đối phó bất cứ lúc nào. Hình Nguyên Minh đương nhiên cũng nghe thấy phương pháp do Dương Bách Xuyên quát lên, bọn họ đều là những lão quỷ đã tu luyện nhiều năm, trong đầu vừa nghĩ đến phương pháp Dương Bách Xuyên nói đã tự nhiên hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Lúc này Hình Nguyên Minh mới phản ứng lại, sở dĩ Tiên Minh luyện tạo không có tổn thất là bởi vì bọn họ đã sớm biết được điểm yếu để đối phó với ma hồn thượng cổ, Phương Tĩnh Thiên cũng là người hưởng lợi. Chỉ có những người ông ta dẫn theo mới thực sự là tổn thất nặng nề. Hình Nguyên Minh thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo bất kể thế nào cũng phải theo sát Dương Bách Xuyên, tiểu tử này đúng là một người tài. Nghĩ đến đây, Hình Nguyên Minh hét lên với hai thuộc hạ trước mặt, làm theo những gì Dương Đạo Hữu nói. Hình Nguyên Minh vừa mới nhắc nhở thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai người. Ông ta nhắc nhở muộn rồi, chỉ thấy hai tên thuộc hạ bị cuốn vào trong sương mù trong nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Muốn nghĩ cách giải cứu cũng không kịp. Sắc mặt Hình Nguyên Minh xấu xí và đau đớn, ông ta lại mất thêm hai tên thuộc hạ. Biểu cảm này của ông ta cũng lọt vào mắt Dương Bách Xuyên, so với Phương Tĩnh Thiên, hắn có ấn tượng tốt với Hình Nguyên Minh hơn. Bởi vì dù gì Hình Nguyên Minh cũng tỏ ra vẻ đau đớn khi nhìn thấy hai tên thuộc hạ của mình bị cuốn vào sương mù dày đặc hoặc có thể gọi là ma khí, điều này cho thấy ông ta quan tâm chính là người quan tâm đến thuộc hạ. Không giống như Phương Tĩnh Thiên, lão tiểu tử này không hề có chút sao. Động nào khi thấy thuộc hạ của mình biến mất, sắc mặt rất lạnh nhạt. Đây là điều khiến Dương Bách Xuyên không thích. Xét cho cùng, Dương Mỗ cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, vì vậy khi nhìn thấy biểu cảm của Hình Nguyên Minh, hắn rất có thiện cảm với Hình Nguyên Minh. Mặc dù Hình Nguyên Minh là loại người rất đáng ghét, nhưng có vẻ như sự đáng ghét của Hình Nguyên Minh chỉ là mặt ngoài sáng. Mà Phương Tĩnh Thiên lại là một người rất tâm cơ. Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm, nếu lão tiểu tử Phương Tĩnh Thiên dám làm chuyện ác, hắn cũng dám giết ông ta. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy sương mù dày đặc cuốn lấy hai thuộc hạ của Hình Nguyên Minh, cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trừ cái đó ra thì chẳng nhìn thấy gì cả, không ai biết hai thuộc hạ của Hình Nguyên Minh đã xảy ra chuyện gì trong sương mù, bọn họ gặp phải cái bóng là vật thế nào và có chỗ đáng sợ không. Mọi người đều cảnh giác với những điều chưa biết, không dám bốc đồng đi mạo hiểm. Dù sao sương mù dày đặc cỡ này cũng là hắc ma khí nồng nặc, bên trong còn ẩn giấu một sinh linh mà mọi người không biết. Chỉ có thể đứng nhìn hai tên thuộc hạ của Hình Nguyên Minh bị cuốn đi và biến mất trong sương mù. Tuy nhiên, vào lúc này, sương mù dày đặc đột nhiên dâng lên bốn phía, giống như một trận cuồng phong bộc phát, trong nháy mắt đang cuốn về phía mọi người. Nó giống như một cơn sóng biển, trong phút chốc, mọi người đều chìm vào bóng tối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên, hỏa diễm thiêu đốt toàn thân chiếu sáng không gian xung Dương Bách Xuyên lập tức nhìn thấy khung cảnh xung quanh, hắn muốn nhìn thấy trong sương mù rốt cuộc đang ẩn giấu vật quái quỷ gì. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi khí lạnh. Rít! Hắn nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bị ma hồn thượng cổ vây quanh. Đích thật là ma hồn thượng cổ, thế nhưng ma hồn thượng cổ gặp phải lần này khác với lần trước. Những ma hồn thượng cổ này trông có vẻ khủng khiếp hơn nhiều so với những ma hồn thượng cổ trước đó. Rõ ràng là tồn tại ma hồn thượng cổ cao cấp hơn. Cũng chính vào lúc này, chim thần ma ở trên vai Dương Bách Xuyên lên tiếng,
gã yếu, cẩn thận một chút, những ma hồn thượng cổ này không phải như những tiểu ma hồn trước đó, chúng đều là đại ma hồn thuần nhất sắc. Mặc dù tiên hỏa và tiên hồn của các ngươi vẫn có hiệu quả chống lại những đại ma hồn này, nhưng bọn chúng cũng có khả năng chống cự, vì vậy hãy chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn đi. Dương Bách Xuyên nghe thấy chim thần ma nói, lúc này hắn cũng âm thầm gật đầu, hắn đương nhiên cũng nhìn ra một số điểm khác biệt. Hắn mở miệng hô to với mọi người, tiếp theo sẽ là một trận chiến khốc liệt, mọi người cùng phòng thủ, nếu không chúng ta sẽ bị cuốn vào trong đó và bị giày vò đến chết, sẵn sàng chiến đấu để mở một đường máu rồi xông ra thôi, đây là những đại ma hồn cao cấp hơn rồi. Biết rồi. Đã hiểu. Hàng loạt âm thanh hô ứng vang lên liên tục. Lúc này, bất kể là Phương Tĩnh Thiên hay là Hình Uyên Minh thì đều đáp lại Dương Bách Xuyên, hai lão cáo giả này biết nếu không đồng lòng thì kết quả sẽ thật sự giống như Dương Bách Xuyên nói, tất cả mọi người đều sẽ bị giày vò đến chết. Cho nên lúc này không ai dám lơ là. Nếu không, dựa theo tính tình của Dương Bách Xuyên, hắn chắc chắn sẽ oán trách bọn họ. Giết! Dương Bách Xuyên hét lớn, sau đó vung vẩy kiếm đồ long trong tay, kiếm khí tung hoành bại phát kèm theo sự gia trì của Thanh Liên tiên hỏa và tiên hồn. Hắn là người đầu tiên xông ra, dưới kiếm khí, đại ma hồn đang ngăn cản trước mắt hắn dường như hiểu được sự nguy hiểm từ thanh kiếm của Dương Bách Xuyên, bọn chúng nhao nhao né tránh. Tuy nhiên, vẫn có 4-5 đại ma hồn bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém chúng. Có tiếng hét thảm thiết phát ra, sau đó hóa thành một chùm ma khí tiêu tán, cũng có một số bị liên lụy nhưng không tiêu tán mà phát ra tiếng giống giận trầm đục rồi né tránh. Trong bóng tối, Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy những đại ma hồn này hiện ra hai con mắt đỏ thâm. Đây là một điểm khác biệt so với những tiểu ma hồn trước đó, nhưng những tiểu ma hồn trước đó không để lộ hình dáng, dáng vẻ lộ ra ngoài nhìn qua chỉ là một chùm ma khí bao phủ. Công kích của những người khác cũng bạo phát vào lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn ra được lần này tất cả mọi người đều xuất ra toàn lực rồi. Nhưng hễ đại ma hồn nào trúng đòn công kích của đám người Đinh Hòa Bình thì đều tiêu tán, còn những đại ma hồn chịu công kích của Đại La thì lại không tiêu tan, cho dù bị công kích đánh tan thì vẫn có thể ngưng tụ lại lần nữa. Điều này cho thấy rõ nguyên nhân là do chênh lệch về thực lực. Nhưng những điều này đối với bọn họ đã đủ rồi, ít nhất những người ở cấp bậc hỗn nguyên này đều có thể lao ra chiến đấu cùng mọi người. Vù vù. Dương Bách Xuyên dẫn đầu lao về phía trước, mục tiêu của hắn vẫn còn ở phía trước, đó là đi tìm Lạc Dương. Ngay khi bọn họ xông ra được 20, 30 mét, những đại ma hồn xung quanh đột nhiên sắp xếp thành đội ngũ. Thế mà lại biến thành một trận pháp. Giống như một bức tường ngăn cản trước mặt bọn họ. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang vọng khắp không gian. Sát trận. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên, truyền vào trong tai mọi người vô cùng rõ ràng. Đại tông sư, không ổn rồi, hình như những đại ma hồn này có ý thức, còn có một thủ lĩnh chỉ huy. Ninh Hòa Bình nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, Dương Bách Xuyên cũng dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa của việc ma hồn có ý thức là thế nào. Tiếp theo tất nhiên rất khó chơi rồi. Hắn không ngờ những đại ma hồn này lại có tổ chức. Hơn nữa, vào lúc này, sương mù dày đặc lại bắt đầu tan biến. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo thật sự của những ma hồn này. Rõ ràng đều là đám ma binh mặc khôi giáp đen kịt. Nhìn xung quanh, bọn họ đang bị tầng tầng lớp lớp trận pháp bao vây. Chỉ liếc mắt cũng nhìn thấy số lượng những ma binh đại ma hồn này ít nhất cũng phải 1-2 ngàn. Trong tay mỗi người bọn chúng đều có ma đạo. Sao lại như vậy chứ? Biết có nhiều ma binh như thế. Đỉnh Hào Bình tự lẩm bẩm. Tưởng tượng cũng không có gì lạ, bản chất nơi đây là một tòa ma thành, có ma binh thủ thành cũng không có gì lạ. Bây giờ có thể suy đoán đây có thể là nơi chủ chốt của ma thành, cũng tương tự như phủ thành chủ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ xông lên thì không đủ, chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là buông tay chân ra để chém giết, giết hết toàn bộ đám ma binh này. Dương Bách Xuyên bình tĩnh nói với mọi người. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đưa mắt càn khôn cố gắng tìm thủ lĩnh chỉ huy những ma binh này, nhưng lại không phát hiện được gì. Rõ ràng, đối phương có ý thức tự chủ, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng phát hiện. Giết chết bọn họ, nuốt chửng máu thịt của bọn họ. Đúng lúc này, âm thanh vang vọng khắp không gian lại vang lên lần nữa. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Trận chiến tiếp theo là sống chết có số rồi. Dương Bách Xuyên thản nhiên thốt lên một câu. Đúng là khi bị nhiều đại ma hồn cao cấp như thế vây công, lại còn là đám ma binh có tổ chức có ý thức thì không ai đoái hoài tới ai nữa. Nhịp tim Dương Bách Xuyên đang tăng nhanh, điều này chứng tỏ nhân vật kia rất nguy hiểm. Gào gào gào, một tiếng gầm giận dữ vang vọng lên giống như tiếng kêu tới từ địa ngục. Khoảnh khắc tiếp theo,
phương trận do hơn 1.000 ma binh tạo thành đã bắt đầu đẩy mạnh về phía bọn họ từ mọi hướng giống như máy ủi đất. Mang theo sát khí cuồn cuộn làm nhiễu loạn tâm trí. Giết, một cuộc chém giết bắt đầu. Thủ đoạn công kích của mọi người chủ yếu dựa vào sự gia trì của tiên hỏa cộng với tiên hồn. Nhưng đây chắc chắn không phải là thủ đoạn duy nhất. Dù gì, tu vi của đám người bọn họ ít nhất cũng là đại la, cho nên đương nhiên không thể ăn rau như vậy. Thực lực của những đại ma hồn mà bọn họ phải đối mặt này tương đương với tiên nhân chưa đến cấp bậc chân tiên. Chỉ là mọi người đều chưa từng tiếp xúc với linh hồn của ma tộc, hơn nữa còn là đang đối mặt với ma hồn thượng cổ, cho nên vẫn chưa tìm ra nhược điểm của bọn chúng. Câu trả lời duy nhất mà Dương Bách Xuyên nhận được từ chim thần ma hoặc có thể coi là thủ đoạn để đối phó với ma hồn thượng cổ là tiên hỏa cộng với tiên hồn. Tuy chỉ có một nhưng biết được một nhược điểm như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, làn sóng chiến đấu vừa rồi thật sự có tác dụng. Ngoại trừ tổn thất mất hai tên thuộc hạ của Hình Nguyên Minh lúc chưa chuẩn bị đối phó ra thì trong đội ngũ lớn của bọn họ cũng chưa tổn thất một ai. Đây là trận chiến lần nữa đã thi triển đến mức dồn nén. Vẫn chủ yếu dựa vào tiên hỏa và tiên hồn, đương nhiên vẫn có thể dùng những thủ đoạn có uy lực mạnh mẽ khác. Hừ, người xuất thủ đầu tiên chính là Hình Nguyên Minh của Điện Ma Đan, sau một tiếng hừ lạnh, trong tay ông ta xuất hiện một viên đan dược màu đỏ thẫm có lóe lên quang mang, sau đó ông ta đột nhiên bóp vỡ rồi trầm giọng nói: Xích Diễm Đan Vực, quy luật hậu thể, tác dụng vì ta. Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được mặt đất đang run nhẹ nhẹ khi Hình Nguyên Minh đang ngâm câu trên, trong không khí cũng có lực lượng thuộc tính thổ đang hội tụ về phía ông ta. Hắn biết là Hình Nguyên Minh đang thí triển thủ đoạn quy luật. Quả nhiên, sau đó chỉ nhìn thấy ông ta bóp vỡ đan dược màu đỏ, một trường lửa đường kính khoảng 10 mét xuất hiện, lấy ông ta làm trung tâm. Ngay sau đó, ông ta dậm chân một cái. Một con rồng lửa gầm giống xuất hiện trên mặt đất và bay về phía phương trận do đám ma binh tạo thành ở phía trước. Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức tiên hồn cường đại và lực lượng pháp tắc thuộc tính thổ trên người con rồng lửa của Hình Nguyên Minh. Thoạt nhìn rất cường đại. Rừ. Âm, gầm, gầm, gầm. Những nơi con rồng lửa đi ngang qua đều vang vọng tiếng gầm rú, mặc dù phương trận ma binh cũng đồng loạt dùng đao phản kích, nhưng vẫn chưa hề công kích đến hồng hỏa của Hình Nguyên Minh. Trong chớp mắt, phương trận ma binh vừa dày vừa nặng bị đốt thủng, xuất hiện một vết nứt có đường kính dài 3 mét. Cảnh tượng này khiến tinh thần mọi người chấn động. Nhưng trong chớp mắt, ở chỗ hồng lại xuất hiện một cặp ma binh, lấp đầy khe hở giống như hồng thủy. Mà sau khi rồng lửa của Hình Nguyên Minh trùng kích thì cũng tiêu tán, dù sao ma khí âm sát cũng xung đột với lực lượng của người tu luyện, hơn nữa ma khí dồi dào đến mức không chịu nổi. Ma. Chỉ thốt ra một chữ mà những ma binh trước mặt giống như bị một lực lượng khổng lồ tác động vô hình, bọn chúng bay ngược ra ngoài, cũng có mấy chục ma binh biến mất trong nháy mắt, là bị lực lượng nghiền nát. Mà sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy miệng Phương Tĩnh Thiên thốt ra chữ này, con người của hắn cũng co rụt lại, hắn không nhịn được thốt ra, chân ngôn. Hắn nhớ rõ trước đây chim thần ma dạy hắn đạo thuật ẩn thân, đích thật cũng nói ra một câu rất giống với âm phù mà Phương Tĩnh Thiên thốt ra. Này quả đen! Có phải Phương Tĩnh Thiên thi triển pháp tắc chân ngôn không? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Tiểu tử ngươi hỏi đúng người rồi đó, đúng là pháp tắc chân ngôn, không ngờ tiên giới còn có người hiểu được pháp tắc này, đây không phải là thứ mà tiên nhân bình thường có thể tiếp xúc, xem ra tên Phương Tĩnh Thiên này một là gặp được cơ duyên, hai là sau lưng ông ta có hậu đài, tiểu tử ngươi phải cẩn thận, đề phòng chút thì hơn. Chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, không cần chim thần ma nhắc thì hắn cũng sẽ nhớ. Tạm thời cũng không cần phải lo lắng phía Phương Tĩnh Thiên nữa. Xem ra pháp tắc chân ngôn mà Phương Tĩnh Thiên thi triển có lực sát thương rất lớn, bây giờ hắn chỉ cần phòng ngự, thủ đoạn của Phương Tĩnh Thiên càng mạnh thì càng tốt cho bọn họ. Đám người Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Bảo Thuận Quang cũng thi triển ra thực lực của bản thân. Đinh Hòa Bình là luyện đan sư, bản lĩnh tấn công chủ yếu là lửa, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều so với những tiên nhân bình thường, lửa có màu vàng xen lẫn trắng. Có lẽ là một loại dị hỏa nào đó, mặc dù không bằng thanh liên tiên hỏa của hắn, nhưng vẫn rất nóng. Định Hòa Bình dùng lửa thành thạo tới mức hai tay có thể biến ra những con rồng bằng lửa tản đi khắp nơi, mỗi một đòn tấn công đều có hiệu quả rõ ràng. Biên Long điều khiển thú khôi lỗi, giống như sói yêu, toàn thân rực lửa hung dữ đến mức có thể khiến một ma hồn tan thành mây khói. Phù chú trong tay Diêu Bất Ngôn như dùng mãi không hết, một tấm phù chú có thể khóa chặt một hoặc rất nhiều ma hồn. Sau đó lại dùng thêm một tấm khiến ma hồn hóa thành cho bụi trong ngọn lửa. Bảo Thuận Quang là trận pháp sư đứng phía sau ba người, trong tay xuất hiện một cây cờ trận pháp màu vàng, phất trận kỳ có thể phòng ngự cho mọi người, phòng có ma hồn quấy rối. Bốn vị đại sư của luyện tạo tiên minh không hổ với cái danh đại sư, phối hợp với nhau không chê vào đâu được.
Tuyết Hương theo sát cạnh hắn, thật ra Dương Bách Xuyên biết Tuyết Hương đang muốn bảo vệ hắn. Càng ngày càng thích nha đầu này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tạm thời vẫn chưa cần Tuyết Hương ra tay, bản lĩnh của mọi người cũng đủ để ứng phó với những đại ma hồn này. Ngay cả thị vệ Đại La trong ba thế lực cũng phát huy ra thực lực của mình. Có vẻ như chỉ cần tìm ra cách thích hợp là có thể đối phó. Trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn muốn tìm ra ma hồn đứng đầu chỉ huy những đại ma hồn này, như vậy thì mới tóm gọn được, nếu không, nhìn ma hồ không ngừng lao về phía này, cứ kéo dài thì bọn họ sẽ bị hao tổn đến chết. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên buồn phiền là, hắn quan sát cả một vòng mà vẫn không phát hiện ra điều gì. Rõ ràng, ma hồn đứng sau lưng chỉ huy có trí khôn, không cho hắn dễ dàng phát hiện. Dương Bách Xuyên cũng không vội, hắn biết rõ ma hồn này rất thông minh sẽ không tìm ra nhanh như vậy, nhưng vẫn phải có chuẩn bị, đối phương có thể sơ hở bất cứ lúc nào. Ví dụ như dựa theo tình huống hiện tại, nếu đám người Đinh Hòa Bình tiếp tục chém giết, ma hồn chết nhiều thì đối phương sẽ sốt ruột. Hắn cũng không tin. Thời gian dần trôi đi, ma trận do ma binh hợp thành bị đám người bọn họ tấn công làm tiêu hao đi rất nhiều, có vẻ như phía họ đang chiếm thế thượng phong. Nhưng có một vấn đề xuất hiện. Đó chính là, Dương Bách Xuyên phát hiện đám người này vẫn luôn bị vây trong ma trận, không hề di chuyển. Công kích của bọn họ không yếu, đúng lý thì có thể phá vỡ ma trận, mở ra lỗ hổng. Nhưng ngay lập tức sẽ có ma binh không ngừng bổ sung vào lỗ hổng đó, dẫn tới qua bao lâu như vậy nhưng mọi người vẫn đứng ở nguyên vị trí. Dương Bách Xuyên biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, bọn họ sẽ hao tổn tới chết. Bởi vì khi mọi người tấn công vẫn luôn lấy tiên hồn và tiên hỏa làm chủ, mặc dù thủ đoạn công kích cường đại, nhưng không chống đỡ được số lượng đại ma hồn nhiều. Dường như trong thành đều là ma hồn. Không ngừng bổ sung vào lỗ hổng. Nếu vẫn như vậy thì phiền phức lớn. Bởi vì tiên hồn và tiên nguyên trong cơ thể tiêu hao không nhỏ, hơn nữa nơi này là thế giới của ma khí, mọi người căn bản không dám hấp thụ ma khí. Chỉ có thể dựa vào đan dược để bổ sung lực tiên nguyên. Không được, tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, hắn phải nghĩ biện pháp xoay chuyển cục diện mới được. Tất cả bọn họ đều rất cố gắng, nhưng không chống đỡ được số lượng ma hồn nhiều thế này, hơn nữa ma trận do ma binh của đối phương cũng không phải chỉ để trang trí cho đẹp. Có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, và lực lượng tấn công tập thể. Đánh lâu như vậy mà mọi người vẫn không lao được ra khỏi ma trận. Không được rồi. Hắn và Tuyết Hương phải tham gia chiến đấu cùng, mặc dù biết thêm bọn họ cũng chưa chắc có thể phá được ma trận này, nhưng cứ chờ thế này thì cũng không hay. Vẫn nên thử thì hơn, dù sao thì vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau lưng. Tuyết Hương, chuẩn bị ra tay, phải liều một phen. Dương Bách Xuyên thông báo cho Tuyết Hương. Được, Tuyết Hương gật đầu. Hai người vừa dứt lời thì hiện trường đột nhiên xảy ra náo động. Hoặc nói đúng hơn là phương trận ma binh xảy ra rối loạn. Ồ, hình như có viện trợ. Lúc này, chim thần ma vẫn luôn giả chết ngủ gật trên vai Dương Bách Xuyên lên tiếng. Ngay sau đó, từng tiếng như pháo nổ vang lên. Xung quanh có ánh sáng bạc, giống như mặt trời mọc từ phía đông, càng ngày càng sáng. Chuyện gì xảy ra vật Dương Bách Xuyên cũng đau đầu, sao xung quanh phương trận ma binh lại có ánh sáng vào lúc này. Hắn cũng không để ý với viện binh mà chim thần ma nói, bởi vì chỉ có luyện tạo tiên minh, điện ma đan và hỏa vân các vào đây, căn bản không có những người khác. Dương Bách Xuyên còn đang lo lắng không biết có phải chỉ viện của đám ma binh kia không. Nếu như là thật thì gay gâu rồi. Cứ đợi xem, biết đâu không phải chuyện gì xấu. Chim thần ma như nhìn ra cái gì đó, chỉ đang lòng vòng với Dương Bách Xuyên mà thôi. Tiếng gầm vang vọng. Dương Bách Xuyên nghe được ở phía sau phương trận ma binh có thiên quân vạn mã. Hình như chim thần ma nói đúng. Lẽ nào có quân cứu viện? Nhưng, quân cứu viện? Sao có thể? Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, phía sau ma binh quả thật có rối loạn, giống như bị một thế lực khác tập kích. Dương Bách Xuyên và mọi người đều nghi ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù sao thì trận hình ma binh đã loạn. Đây là cơ hội hiếm có, dù là địch hay bạn thì cũng phải nắm chắc cơ hội này, tất cả xông lên phá vỡ phương trận ma binh. Phá được ma trận này thì bọn họ sẽ không còn uy hiếp nữa. Hắn hét lớn một tiếng, mọi người tập trung vào một hướng, trong ngoài phối hợp xông lên. Vốn dĩ, đám người Đinh Hòa Bình vẫn đang nghi ngờ, nhưng sau khi nghe tiếng hô của Dương Bách Xuyên thì lập tức nâng cao tinh thần, còn tưởng bên ngoài là viện binh mà Dương Bách Xuyên nghĩ cách gọi tới, dù sao thì cứ xông ra ngoài là được. Mọi người hợp lực chém giết, phương trận ma binh bị kẹp ở giữa, rất nhanh đã xuất hiện lỗ hổng, hơn nữa còn ngày một lớn. Tất cả cùng giết xông ra ngoài. Ánh sáng bạc bên ngoài bùng lên, tiếng chém giết vang lên không ngừng, toàn bộ phương trận ma binh bắt đầu tan vỡ.
Dương Bách Xuyên cầm trong tay kiếm Đồ Long, Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình cùng nhau giết thẳng về phía trước. Cuối cùng cũng thoát ra, nhìn được tình hình bên ngoài. Đoàn đội khoảng chừng 1.000 người xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng không giống với những ma hồn này, bọn họ đều là tiên nhân, trên người mặc giáp trắng, tay cầm kiếm sắc bén, trang phục và kiếm khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy có hơi quen thuộc, giống như thời xuân thu. Nhưng hắn cũng cảm nhận được âm khí nồng đậm, hơn 1.000 người đứng cùng một chỗ, tạo thành trận hình giống như một mũi tên nhọn. Có tiên khí tản ra, nhưng lại cực âm. Đây là... Là quỷ tia Đinh Hòa Bình là người đầu tiên nhận ra đoàn đội đang giúp họ giải vây. Dương Bách Xuyên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại có thể xuất hiện một đội ngũ quỷ tiên hơn 1.000 người. Tiên giới cũng có quỷ tiên, nhưng rất thần bí, ít khi xuất hiện. Vậy mà ở đây bọn họ lại gặp được một đoàn đội hơn 1.000 quỷ tiên. Có vẻ như những quỷ tiên này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa còn chiến đấu vô cùng thuần thục, bọn họ giống như một mũi tên sắc bén. Điều này có thể chứng minh đội ngũ này là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời nói lên thủ lĩnh của họ là một vị tướng đầy chiến lược. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim hắn đập thình thịch, hắn thấy đội quân quỷ tiên này đã hấp thụ tất cả những ma binh nơi bọn họ đi qua. Cho dù là bọn họ thì cũng không dám hấp thụ những năng lượng ma khí này, huống chỉ là hấp thụ luyện hóa ma binh. Nhưng tận mắt hắn đã nhìn thấy, đoàn quân quỷ tiên thật sự đã cắn nuốt đám ma binh. Ngẫm lại dường như cũng có thể hiểu được. Thứ nhất, ma binh và những quỷ tiên này đều là linh thể thuộc tính âm, có khả năng đồng hóa. Thứ hai, đây là tiên giới, bất cứ bí pháp tu luyện đều có thể thay đổi khôn lường, biết đâu những quỷ tiên này hấp thụ đám ma binh sẽ có cách hóa giải lệ khí, cuối cùng chuyển thành sức mạnh của bản thân. Thế giới rộng lớn và đầy rẫy những điều kỳ diệu, câu nói này càng được phản ánh rõ trong giới tu luyện. Vậy nên việc những quỷ tiên cắn nuốt năng lượng của ma binh là điều rất bình thường. Điểm duy nhất khác thường là, Dương Bách Xuyên không ngờ được sự lợi hại của những quỷ tiên này, họ dám hấp thụ cắn nuốt ma binh, phải biết đây đều là những đại ma hồn thời thượng cổ. Mặc dù cấp thấp nhưng vẫn là ma hồn thượng cổ, không giống như những ma hồn tầm thường. Vậy mà giống như tế phẩm bị quỷ tiên cắn nuốt toàn bộ. Vậy mà lại là khí tức của công pháp Phong Đô Quyết. Chỉ trong nháy mắt, phương trận ma binh hoàn toàn tán loạn. Phần lớn bị đội ngũ quỷ tiên cắn nuốt, còn lại thì chạy khắp nơi. Nơi này trở nên yên tĩnh. Đội của Dương Bách Xuyên và đội quỷ tu đều dừng lại, đứng đối diện nhau cách 2 đến 30 mét. Ngay sau đó âm thanh đều nhịp vang lên. Rầm, mọi người bao gồm Dương Bách Xuyên đều không dự đoán được cảnh tượng này. Một đội ngũ gồm hơn 1.000 quỷ tiên quỳ một gối xuống đất. Ngay sau đó một tiếng bước chân vang lên, một người giống như tướng quân đi ra từ trong đội ngũ, đầu đội khôi giáp không thấy rõ mặt. Nhưng đám người Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được thực lực của tướng quân quỷ tiên này đạt đến Đại La Đỉnh Phong. Trong tay hắn ta dẫn theo một người, hay nói cách khác một ma hồn tràn đầy khí đen. Sau khi bước lên phía trước, đột nhiên ném ma hồn trong tay tại chỗ, quỷ tia mặc khôi giáp bạc đi về phía Dương Bách Xuyên, cách khoảng 3 mét mới dừng lại, chậm rãi gỡ khôi giáp trên đầu xuống, kích động quỳ một gối xuống đất hô to mông điểm bái kiến ân chủ. Hơn 1.000 quỷ tiên phía sau cùng hò hét theo. Dương Bách Xuyên chấn động trợn mắt há mồm, giật mình nhìn quỷ tiên đang quỳ gối trước mặt mình, ngươi. Ngươi là Mông Điềm, một lúc sau Dương Bách Xuyên mới nói chuyện. Chính là Mạt Tướng, mặc dù Mông Điềm là quỷ tiên nhưng vẫn giữ thói quen của tướng lãnh, tự xưng Mạt Tướng. Dương Bách Xuyên nhìn Mông Điềm và hơn 1.000 binh tướng quỷ tiên phía sau hắn ta, than thở một hơi. Năm đó ở quê hương, lần đầu tiên gặp Mông Điềm ở Lăng Thủy Hoàng Thành Đại Tần. Trước khi rời đi hắn đã cho hắn ta một bộ công pháp quỷ tu, thật ra cũng chỉ muốn tạo thiện duyên. Về mặt khác, hắn nhìn ra được binh lính đi theo Mông Điềm đều là linh thể, rất thích hợp tu luyện quỷ đạo, không muốn bọn họ lãng phí thiên phú. Lần thứ hai trở về cũng đi qua thần mộ viên thành Đại Tân nhưng không gặp. Lại Mông Điềm, lúc đó hắn còn cố ý hỏi thăm cả ở Sơn Hải giới và tu chân giới liệu Mông Điềm có mang theo binh của hắn ta tiến vào giới tu giả hay không. Nhưng không nhận được tin gì cả. Tính lên đã hơn 2.000 năm chưa gặp. Không ngờ hôm nay sẽ gặp lại Mông Điềm ở không gian nghịch chuyển âm dương dưới thành Tiên Đan tiên giới này. Sau đó chúng ta trải qua những tháng ngày trốn đông trốn tây, tồn tại ở nơi hoang dã âm u chứ không dám tiến vào thế giới phồn hoa của nhân tộc tu chân giới, bởi vì đối với người tu chân thì chúng ta là lô đỉnh tu luyện. Ở nơi hoang dã cũng có sinh linh đáng sợ hơn ở đó, ngày nào chúng ta cũng chiến đấu tu luyện. Hơn 3.000 người ban đầu cũng chỉ còn lại hơn 1.000. Sau đó chúng ta tu luyện thành công độ kiếp, chúng ta vô ý tiến vào di tích cổ, kết quả phát hiện trận pháp cổ xưa, tất cả chúng ta bị cuốn vào trong đường hầm không gian.
Sau khi tỉnh lại ở nơi này, chúng ta phát hiện mình đang ở trong tòa ma thành này. Từ đó về sau chúng ta liên tục chém giết với các ma hồn trong thành, cũng may công pháp chúng ta tu luyện khắc chế mấy ma hồn đó, trong chém giết đã căn nuốt bọn họ rồi không ngừng trưởng thành đến nay. Gần đây chúng ta phát hiện hơi thở của nhân tộc trong thành, lại không ngờ sẽ gặp được ân chủ. Mông Điềm vĩnh viễn không quên ơn ban công pháp của ân chủ, tu luyện từng ấy năm đến nay, Mông Điềm cũng hiểu được tu luyện cần có truyền thừa. Năm đó ân chủ ban công pháp Mông Điềm chỉ là một âm linh nho nhỏ không hiểu gì cả. Bây giờ ta đã hiểu được đây là cơ duyên 8 ngày do ân chủ ban thưởng, bái ân chủ làm sư. Mông Điềm và hơn ngàn huynh đệ đã có sư phụ truyền thừa trong thế giới tu luyện này, hôm nay có thể gặp được ân chủ, Mông Điềm cho rằng đây là trời cao sắp xếp, cầu xin ân chủ cho phép Mông Điềm mang theo các tướng sĩ vào tông môn của ân chủ, nếu không mấy cô hồn dã quỷ chúng ta. Mông Điềm nói xong lại quỳ xuống, hơn ngàn tướng sĩ phía sau cũng quỳ xuống phát ra tiếng gầm rung trời, cầu xin ân chủ cho ta vào tông môn của ân chủ. Dương Bách Xuyên hít sâu, nhìn Mông Điềm và hơn ngàn binh tướng, trong lòng cũng vô cùng thổn thức. Năm đó đám người Mông Điềm tiến vào Sơn Hải giới và tu chân giới từng đi tìm chính mình, nhưng bởi vì thể chất quỷ tu nên nơi bọn họ di chuyển đều là nơi cực âm. Sau đó vào nhầm di tích cổ bị cuốn vào lốc xoáy không gian, rồi xuất hiện trong tòa thành này. Nghe có vẻ đến tận bây giờ bọn họ cũng chưa biết bọn họ đã tiến vào tiên giới, hơn nữa trở thành quỷ tiên với tu vi không yếu. Đương nhiên cũng một phần do vị trí hoàn cảnh mà bọn họ sống, dù là ở Sơn Hải giới hay tu chân giới, thậm chí đi đến thành của ma tộc ở tiên giới, bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với bên ngoài nên không hiểu biết tình hình tu luyện của mình. Nhưng có một điều Mông Điềm biết rất rõ, sau khi tu luyện Phong Đô Quyết trở thành quỷ tu, lại hiểu được đạo tu luyện cần phải có sư môn truyền thừa. Cho nên nhờ công pháp năm đó hắn ban cho Mông Điềm, hắn ta đã coi như mình là sư phụ truyền công, hôm nay may mắn gặp lại đã mở miệng bái sư. Về mặt khác cũng suy xét cho hơn ngàn tướng sĩ, trong suy nghĩ của bọn họ, đạo tu luyện không có sư môn truyền thừa chính là cô hồn dã quỷ. Lúc sống bọn họ là binh của Thủy Hoàng đế, sau khi chết bảo vệ Hoàng Lăng Đại Tần, trở thành âm linh cấp 1, nhưng không có Thủy Hoàng, bọn họ chính là cô hồn dã quỷ, gặp được Dương Bách Xuyên ban cho công pháp, bước lên con đường quỷ tu, cũng tương đương đạt được tân sinh. Trên thế gian này thực sự có âm dương tuần hoàn, có nhân quả tồn tại. Nhận hay không nhận? Tất nhiên phải nhận. Đây là nhân quả thuộc về Mông Điềm và hơn ngàn quỷ tiên, cũng là nhân quả của Dương Bách Xuyên. Hơn 1.000 binh lính quỷ tiên cấp kim tiên, tướng lãnh cấp đại la cầm binh, ngu mới không nhận. Hơn nữa đều là người địa cầu. Tầng quan hệ này rất thân thiết, quan trọng hơn, Mông Điềm là người bảo vệ Hoàng Lăng Đại Tân, cũng là binh của Thủy Hoàng đế, có mối quan hệ không thể tách rời với Thần Mộ Viên. Dương Bách Xuyên hít sâu nói, đời này ta đã thu 3 đồ đệ, với ngươi là 2 chữ duyên phận. Hôm nay ta sẽ thu ngươi là tứ đệ tử, còn các tướng sĩ phía sau ngươi, bọn họ chính là môn tướng vân môn của ta. Cuối cùng Mông Điềm cũng nghe được điều mình muốn nghe, nguyện vọng. Chờ đợi hơn 2.000 năm đã được thực hiện, hắn ta kích động lại ba lại trước. Dương Bách Xuyên, đệ tử Mông Điềm bái kiến ân sư. Chỉ có Phương Tĩnh Thiên và Hình Minh Nguyên nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt phức tạp, càng thêm không nhìn thấu được Dương Bách Xuyên. Ai mà ngờ ở trong tòa ma thành này mà Dương Bách Xuyên cũng có thể quen biết với quỷ tiên cơ chứ. Dù sao rất nhiều suy nghĩ xấu xa đã bị dập tắt. Dương Bách Xuyên cũng hơi khó hiểu về việc Mông Điềm ở tòa ma thành này, nhưng hẳn nhớ chim thần ma từng nói đây là không gian nghịch chuyển âm dương. Ma thành có thông đạo không gian, cộng thêm nghịch chuyển âm dương nên bản thân đã thoát khỏi phạm vi tiên giới. Đám người Mông Điềm có thể tiến vào đây cũng không lấy làm lạ, dù sao nơi này là tiên giới, bất cứ việc gì cũng có khả năng xảy ra. Sau khi nhận Mông Điềm làm đệ tử thứ tư, tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt. Đầu tiên hai người đều là người địa cầu, hơn nữa tiềm lực của Mông Điềm rất lớn. Hiện giờ đã là quỷ tiên cấp đại la viên mãn, thành tựu sau này không thể đo. Được. Hơn nữa hắn ta còn là quân thần đại tân, có hơn 1.000 tướng sĩ quỷ tiên cấp kim tiên. Bởi vì thể chất và công pháp tu luyện độc đáo của quỷ tiên, có rất nhiều thiên phú thuộc về quỷ đạo. Loại thiên phú này có sẵn, tu vi thực lực càng cao thì càng cường đại. Dương Bách Xuyên nhớ năm đó sư phụ từng nói quỷ tiên đạo là một quần thể đặc thù. Không nói lâu dài, trước mắt chỉ cần Mông Điềm mang theo đội ngũ của hắn ta thì có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong tòa ma thành này. Thu xong đồ đệ, kết thúc ôn chuyện, Dương Bách Xuyên bắt đầu hỏi Mông Điềm một số vấn đề. Mông Điềm, các ngươi đã sống ở đây hơn ngàn năm rồi đúng không? Bẩm sư tôn, thật ra không gian nơi này rất khác với không gian bên ngoài, nói chính xác hơn chúng ta đã ở chỗ này hơn 3.000 năm. Mông Điềm đáp lại,
hơn 3.000 năm, ý của ngươi là thời gian trong này nhanh hơn bên ngoài. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Đúng vậy, thật ra sau khi vào chỗ này chúng ta cũng gặp được một vài người vào đây, theo lời của bọn họ, thời gian nơi này gấp 3 bên ngoài, cho nên chúng ta đã tu luyện ở đây hơn 3.000 năm. Mông Điềm nói. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, nơi này là thế giới nghịch chuyển âm dương, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các ngươi đã gặp được những ai, có nữ tử nào tên là Lạc Dương chưa? Nói xong Dương Bách Xuyên ý bảo Đinh Hòa Bình cho Mông Điềm xem ảnh của Lạc Dương. Đinh Hòa Bình vội vàng ngưng tụ ra bức tranh của Lạc Dương cho Mông Điềm xem. Mông Điềm nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu nói, chưa từng gặp. Ngươi chắc chắn không? Đinh Hòa Bình hỏi. Mông Điềm khẳng định nói, chắc chắn, thật ra nhiều năm như vậy nhưng chúng ta chỉ gặp được 3 người, đều là nam nhân, còn là người muốn thu nhận chúng ta, cuối cùng bị chúng ta giết chết, chưa từng gặp được nữ nhân nào. Bình thường chúng ta chiến đấu với ma hồn trong tòa ma thành này nên rất ít đánh với người khác. Dương Bách Xuyên nói, được rồi, bỏ qua vấn đề này, ngươi hiểu biết về tòa ma thành này đến mức nào, nói cho chúng ta biết, lần này chúng ta vào đây muốn tìm kiếm nữ tử này. Mông Điềm nói, thật ra thay vì nói đây là một tòa ma thành, còn không bằng nói đây là một thế giới, diện tích rất lớn. Những năm gần đây chúng ta chỉ hoạt động ở thành trì này, những nơi khác chỉ biết sơ sơ. Nhưng dựa theo ký ức của một vài ma hồn cường đại mà chúng ta cắn nuốt, tổng thể thế giới này chia thành 5 khu. Nơi chúng ta đang đứng là thành trì trung ương, ngoài ra bốn phía của tòa ma thành này có một ngọn núi lớn, trong đó có một ma điện, hình như đó là trung tâm của nói này, 5 phương vòng lại thành một đại trận. Mặc dù chúng ta chưa từng đi đến mấy ngọn núi lớn kia, nhưng có lẽ ở đó không có ma hồn gì cả. Nhưng đây lại là vấn đề lớn nhất, cứ 1.000 năm ở vị trí trung tâm của tòa ma thành này sẽ bùng nổ luồng ma khí vô cùng cường đại, cực kỳ đáng sợ. Lúc đó rất nhiều ma hồn sẽ lao về phía mảnh đất trung tâm như phát điên, mấy năm nay ta cảm giác các ma hồn trong ma thành này đang ít đi. Mấy ngàn năm trước lúc chúng ta mới đến, cả tòa ma thành và các vùng đất giáp danh đều có hơn 100 vạn ma hồn. Nhưng sau mỗi đợt 900 lại điên cuồng hội tụ về mảnh đất trung tâm, số lượng ma hồn sụt giảm mạnh. Trong tiềm thức của ma hồn đều chứa đựng nỗi sợ hãi ma điện trung tâm, nhưng cứ cách 900 ma điện lại có thứ gì đó triệu hoán bọn chúng, ma hồn không thể phản kháng được, dù sao rất cổ quái. Sư tôn, nếu người mà ngài muốn tìm thật sự tiến vào nơi này, khả năng cao chỉ có 2 loại. Một là đã chết từ lâu, hai là có lẽ đã rời khỏi ma điện trung tâm. Đệ tử kiến nghị đi đến ma điện trung tâm nhìn xem, nhưng nói đó vô cùng nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nói với Đinh Hòa Bình, hơi thở Linh Châu chỉ dẫn vào đâu. Đinh Hòa Bình nói, về hướng ma điện như Mông Điềm nói. Theo lời của Đinh Hòa Bình, tu vi của Lạc Dương là tiên quân, hiện Dương Bách Xuyên cảm thấy gần như 100% Lạc Dương đã đi về phía ma đi nệ trung tâm. Nhưng theo tin tức của Mông Điềm, muốn đi vào ma điện trung tâm phải xuyên qua 9 cung điện, hơn nữa cách 900 sẽ có một trận triệu hoán điên cuồng, khả năng cao trong ma điện sẽ có ma đầu cường đại. Nên đi hay không? Đi, vô cùng nguy hiểm, khả năng cao sẽ thừa sống thiếu chết. Nhưng không đi, đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, chẳng lẽ hiện tại từ bỏ? Dương Bách Xuyên có hơi do dự. Nhưng ngay sau đó hắn đưa ra quyết định tiếp tục đi tiếp. Đây là một sự rèn luyện dành cho hắn, sư phụ từng nói trên con đường tu luyện không thể xuất hiện tình huống ý chí không kiên định, nếu không tâm cảnh sẽ dao động. Hơn nữa dù sao Lạc Dương cũng là đệ tử của nhị sư huynh Tinh Thần Tử, nếu hắn từ bỏ, sau này không có mặt mũi nào gặp nhị sư huynh. Lập tức nói, tiếp tục đi. Nhưng lúc này một âm thanh không hài hòa vang lên, chờ đã. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Phương Tĩnh Thiên. Có chuyện gì vậy Phương các chủ? Dương Bách Xuyên nhíu mày. Chuyện gì, ha ha, Phương Tĩnh Thiên lạnh lùng nói, cuối cùng thì ra các ngươi đang tìm kiếm minh chủ Lạc Dương của tiên minh luyện tạo của các ngươi. Lại muốn kéo chúng ta cùng chôn, Dương Bách Xuyên, kế rất hay. Ban đầu đám người Phương Tĩnh Thiên không biết mục đích thật sự của đám người Dương Bách Xuyên và Đinh Hòa Bình là tìm kiếm Lạc Dương, còn tưởng rằng tìm kiếm bảo vật gì đó. Mấy thế lực của bọn họ vẫn luôn muốn đi dò xét thành ma tộc dưới nền thành tiên đan nên mới tổ chức thành đoàn đi vào. Hiện tại có vẻ Dương Bách Xuyên muốn lợi dụng bọn họ để đi tìm minh chủ Lạc Dương đã mất tích của tiên minh luyện tạo, Phương Tĩnh Thiên cảm giác mình bị lừa. Lúc này Dương Bách Xuyên mới lấy lại phản ứng vừa nói lúc nói chuyện bọn họ không lảng tránh đám người Phương Tĩnh Thiên, nên lão cáo giả này mới phát hiện. Nhưng phát hiện thì sao? Ban đầu mọi người chỉ tổ chức thành đoàn đi vào tòa ma thành này, nhưng chưa nói gì cả. Tiếp theo có đi hay không thì tùy bọn họ. Phương Tĩnh Thiên không thể phản bác, vấn đề hiện tại là có nên đi cùng Dương Bách Xuyên nữa hay không? Chúng ta đi, Dương Bách Xuyên liếc nhìn Phương Tĩnh Thiên,
sau đó dẫn mọi người đi. Ở lại chỉ còn hai đám người Phương Tĩnh Thiên và Hình Uyên Minh, cảm xúc rối bời. Hình Uyên Minh cũng cảm thấy khó xử, không biết nên lựa chọn có nên đi theo Dương Bách Xuyên hay không. Nếu đúng như vậy, chẳng phải với tư cách là người quản lý, ông ta sẽ mất đi một số thuộc hạ đại la sao? Nhưng đi theo sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đi thì không nguy hiểm sao? Hơn nữa, lúc trước bị Phương Tĩnh Thiên trêu chọc, Hình Uyên Minh thật sự rất chán ghét Phương Tĩnh Thiên, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Hình Uyên Minh nghiến răng nghiến lợi hét lên, Dương đạo hữu, đợi một chút, cho lão Hình ta đi theo với. Hình Uyên Minh không ngu ngốc, có rất nhiều cao thủ xung quanh Dương Bách Xuyên, hơn nữa, hắn vừa thu được một quỷ tiên cấp đại la và hơn 1.000 binh lính quỷ tiên, nghe là có cảm giác an toàn rồi, ngược lại ở cùng với Phương Tĩnh Thiên, ông ta cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn thấy Hình Uyên Minh cũng đi theo, sắc mặt Phương Tĩnh Thiên tái nhợt. Sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Cảnh Sán hỏi. Còn có thể làm gì? Đi theo đi, nếu ở lại chỗ này, ma hồn có thể sẽ xuất hiện lại. Phương Tĩnh Thiên vẻ mặt âm trầm nói. Đúng là ở lại đây sẽ nguy hiểm hơn nếu đi theo hắn, nhưng ông ta đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên và những người khác. Phương Tĩnh Thiên cảm thấy lần này mình đã bị Dương Bách Xuyên lừa, nhưng ông ta không thể làm gì được. Ông ta tự nguyện đến đây, cũng không phải bị ai kéo tới. Suy cho cùng, ông ta đến đây là để đột phá cảnh giới tu luyện của chính mình. Phương Tĩnh Thiên đã bị mắc kẹt trong Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung phẩm hơn 1.000 năm và không có tiến triển gì trong tu luyện, vì vậy ông ta đã tìm mọi cách để tìm kiếm sự đột phá, mà thành ma tộc bên dưới thành tiên đan chính là một hy vọng. Bởi vì có quá nhiều lời đồn đại về thành ma tộc từ thời thượng cổ bị chôn vùi, sao có thể thiếu được bảo vật. Hơn nữa, những bảo vật mà người tu ma sử dụng thường chú trọng hơn đến việc tăng tu vi, cho nên ông ta mới đến đây. Nhưng tình thế hiện tại là không còn lựa chọn nào khác. Nếu họ không đi theo Dương Bách Xuyên và những người khác, ở lại sẽ càng rắc rối hơn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hình Uyên Minh Uyên là người đầu tiên đi theo. Hắn, nhưng Phương Tĩnh Thiên ở phía sau cách hắn 50 mét. Hắn nói với Bảo Thuận Quang bên cạnh, lão bảo, người đi mời Hình Uyên Minh tới đây. Bảo Thuận Quang sửng sốt nói, chủ nhân, gọi lão già đó theo làm gì? Sau lần cãi vã trước đó, Bảo Thuận Quang vẫn có thành kiến với Hình Uyên Minh, không khỏi lên tiếng. Dương Bách Xuyên trợn to hai mắt, nói, Hình Minh Nguyên phía sau có thể không chút do dự đi theo đối với chúng ta mà nói là một sự giúp đỡ rất lớn, tiếp theo chúng ta không biết mình sẽ đến nơi nào, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không biết có thứ gì đang chờ đợi, nhiều cao thủ thì sẽ giảm bớt áp lực. Hơn nữa các người nghĩ lại xem, so với Phương Tĩnh Thiên, có phải Hình Minh Nguyên dễ nói chuyện hơn không, ít nhất cũng không tâm cơ như cáo giả Phương Tĩnh Thiên, tính cách này ngược lại rất tốt. Mặc kệ Hình Minh Nguyên có nguyên do gì. Đi theo chúng ta đã là tin tưởng chúng ta, tiếp theo phải để ông ta đi cùng chúng ta mới có lợi, phải tôn trọng ông ta, biết chưa? Bảo Thuận Quang tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng nghe được Dương Bách Xuyên nói như vậy cũng có lý, gật đầu nói, vậy. Ta sẽ nghe theo chủ nhân chỉ dẫn, mời lão già kia tới. Ninh Hòa Bình và những người khác cũng nghe thấy những lời của Dương Bách Xuyên và liên tục gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Đúng lúc đó Bảo Thuận Quang đi tới, hừ lạnh một tiếng. Này! Chủ nhân nhà ta mời ông qua đó, Bảo Thuận Quang lạnh nhạt nói. Hả, ngươi nói cái gì, Hình Uyên Minh cho rằng mình nghe nhầm. Bảo Thuận Quang nói, chủ nhân ta mời ngươi, lão già này có chủ nhân từ bao giờ vậy? Ai có thể là chủ nhân của Bảo Thuận Quang? Bảo Thuận Quang là cao thủ đạo canh trung phẩm đó. Trong đầu Hình Uyên Minh đầy nghi ngờ, nhưng ông ta không biết rằng Dương Bách Xuyên đã trở thành chủ nhân của Bảo Thuận Quang. Kể từ khi vào đây, Dương Bách Xuyên vốn dĩ muốn ẩn mình, không để Bảo Thuận Quang gọi mình là chủ nhân trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Bảo Thuận Quang thấy Hình Uyên Minh bối rối, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại không có gì đáng xấu hổ. Ho khan nói, chủ nhân của ta là Dương Bách Xuyên, ngài ấy mời ngươi tới. Nếu không phải Dương Bách Xuyên dặn dò ông ta phải có thái độ tốt hơn, Bảo Thuận Quang cũng sẽ không nói khách khí như vậy. Hình Uyên Minh choáng váng, sau đó đột nhiên bật cười. Ô ha ha ha. Hình Uyên Minh cười đi về phía Dương Bách Xuyên. Ông ta mỉm cười vì Dương Bách Xuyên mời ông ta qua đó, điều này tương đương với việc ông ta bước lên một bậc và được tôn trọng. Lý do thứ hai là lão già Bảo Thuận Quang được coi là ngang hàng với ông ta, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đã trở thành hủ nhân của Bảo Thuận Quang, điều này không phải có nghĩa là ông ta đã cao hơn Bảo Thuận Quang một bậc sao. Hình Uyên Minh sao có thể không vui? Khi Hình Uyên Minh đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, ông ta thu hồi nụ cười trên môi và vẻ mặt trở nên trang trọng hơn rất nhiều. Trước tiên là Định Hòa Bình và những người khác đều tôn kính tiểu tử này,
cũng chứng minh được vị trí của hắn ở Tiên Minh luyện tạo. Sau đó là làm cho Phương Tĩnh Thiên phải cúi đầu, sau đó là một quỷ tiên cấp bậc Đại La Đại Viên mãn dẫn theo hơn 1000 quỷ tiên cấp bậc Kim Tiên xuất hiện, hai bên còn quen biết đã lâu, trực tiếp bái sư, đúng là chấn động. Cuối cùng thậm chí còn mạnh mẽ hơn Bảo Thuận Quang, một cao thủ Hỗn Nguyên Đạo Tiên trung phẩm vậy mà lại là người hầu của Dương Bách Xuyên. Sau khi cộng những thứ này lại với nhau, Dương Bách Xuyên đã trở thành một điều bí ẩn trong lòng Hình Nguyên Minh. Chưa kể việc trước đó Dương Bách Xuyên giết Cổ Diệp và tiêu diệt Tiên Đan Lâu cũng đã làm chấn động toàn bộ thành Tiên Đan. Bây giờ ông ta không dám phạm sai lầm trước mặt Dương Bách Xuyên. Một khi đến thành ma tộc này, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều bất ổn và nguy hiểm. Phải dựa vào Dương Bách Xuyên rất nhiều, đến làm thế nào ra ngoài còn không biết, muốn tìm lối ra cũng không tìm được. Lúc này Dương Bách Xuyên bảo Bảo Thuận Quang mời ông ta rất hào phóng, không thể kiêu ngạo như trước nữa, nếu không mấy ngàn năm tu luyện của ông ta đều sẽ uổng phí. Ông ta nhanh chóng đuổi kịp Dương Bách Xuyên, sau đó trịnh trọng chắp tay nói, Dương đạo hữu, không biết gọi lão hình ta qua đây có gì phân phó. Dương Bách Xuyên dừng lại, nhìn Hình Nguyên Minh vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng muốn cười, nhưng hắn cũng cảm thán, thực lực và thế lực vẫn có tác dụng ở tiên giới. Thái độ của Hình Nguyên Minh đối với hắn lúc này đã giải thích tất cả. Tất nhiên, tuy hắn chưa từng chiến đấu với Hình Nguyên Minh hay thực sự chứng tỏ được sức mạnh của mình, nhưng sức mạnh của hắn được thể hiện từ bên ngoài, chẳng hạn như Bảo Thuận Quang gọi hắn là chủ nhân, Mông Điềm trở thành đệ tử của hắn, còn Định Hòa Bình thì kính trọng hắn, đây không phải đang chứng minh thực lực của hắn sao? Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Hình Nguyên Minh vào lúc này. Lão già này cuối cùng cũng thành thật và nhận ra sự thật, thế là tốt rồi. Hắn cười nói, Hình điện chủ cũng không cần khách sáo, gọi ông qua đây cũng không có việc gì khác. Dương Mỗ nghĩ nếu Hình điện chủ có thể đi cùng ta thì tốt rồi. Như vậy dù tiếp theo chúng ta có làm gì, dù là tìm kiếm Lạc Dương, hay là thăm dò tình hình, dọc đường Dương Mỗ đều sẽ bàn bạc với Hình điện chủ, mọi người vẫn là đồng minh như trước. Đối với đồng minh, Dương Mỗ đương nhiên sẽ có sự tôn trọng tương ứng, chuyện tốt hay xấu Dương Mỗ cũng sẽ hỏi ý của Hình điện chủ, có nguy hiểm mọi người cùng tiến cùng lùi, chúng ta mới có thể cùng có lợi. À đúng rồi, vừa nãy Dương Mỗ nghe đồ đệ Mông Điểm nói, thật ra con đường chúng ta đang đi bây giờ phải xuyên qua 9 cung điện lớn. Theo sự hiểu biết của Mông Điểm, chắc hẳn trong 9 cung điện lớn sẽ có rất nhiều bảo vật của ma tộc, vì vậy, nếu chúng ta đi trên hành trình này, sẽ có nguy hiểm cũng sẽ có thu hoạch. Dương Mỗ muốn chính thức mời Hình điện chủ trở thành đồng minh với chúng ta, không biết ý Hình điện chủ thế nào. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, Hình Nguyên Minh sửng sốt hồi lâu. Ông ta vốn tưởng rằng Dương Bách Xuyên gọi mình đến rất có thể là muốn ông ta dẫn đầu xung phong, làm bia đỡ đạn, ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Còn không phải vì để tìm bảo vật hoặc phương pháp đột phá nút thắt hay sao? Mục đích chỉ có vậy. Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên dành cho ông ta sự tôn trọng, điều này rất quan trọng đối với Hình Nguyên Minh. Ông ta lập tức vui mừng nói, được rồi, cảm tạ Dương đạo hữu đã quan tâm. Lão Hình ta đồng ý thành lập liên minh, thiên đạo làm chứng, chúng ta cùng tiến và lùi, có thể đóng góp thì sẽ không bao giờ lười biếng, nếu không trời tru đất diệt tới tận lúc này, luyện tạo tiên minh và điện ma đan mới chính thức liên minh với nhau. Tiếp sau đây, mọi người sẽ cùng tiến cùng lùi, điều Dương Bách Xuyên xem trọng ở Hình Nguyên Minh là tính cách bộc trực, thẳng thắn, không giống Phương Tịnh Thiên, lúc nào cũng mưu đồ toan tính. Kiểu người này rất đáng để hợp tác. Với cả trong mắt Dương Bách Xuyên, chiêu tấn công bằng ma đan của điện ma đan tuy rất kỳ quái, nhưng vô cùng mạnh, nếu Hình Nguyên Minh đồng ý gia nhập thì chẳng khác nào đang lắp thêm cánh cho hắn. Thế nên Dương Bách Xuyên mới chọn Hình Nguyên Minh, dành cho hắn ta sự tôn trọng mà hắn ta đáng được nhận, suy cho cùng thì ở chỗ này, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là nhiều một kẻ thù. Về phần lão già Phương Tịnh Thiên, Dương Bách Xuyên tạm thời không suy xét tới, bởi lòng dạ của lão thật sự quá thâm độc. Vì vậy, trước mắt cứ làm lơ lão ta cho khỏe. Lão muốn đi theo thì cứ việc theo, chỉ cần không gây thêm rắc rối cho hắn là được. Còn nếu Phương Tịnh Thiên không biết tốt xấu, thế thì có giết cũng chẳng sao. Sau khi chấp nhận Hình Nguyên Minh, Dương Bách Xuyên bảo Mông Điềm tiếp tục dẫn đường. Hiện tại họ đã cách cung điện thứ nhất rất gần, thật ra Mông Điềm cũng chỉ biết sơ lược chứ chưa từng đặt chân tới 9 cung điện lớn lần nào. Vì mục tiêu của Dương Bách Xuyên quá rõ ràng nên đoàn người đã đi ngang qua 9 cung điện lớn, tiến thẳng một mạch tới cung điện nằm ở trung tâm. Còn Lạc Dương có ở đó hay không thì đến nơi tìm rồi biết. Linh Châu khí tức trong tay Đinh Hòa Bình cũng chỉ hướng vào sâu bên trong cung điện, giờ ngẫm lại khả năng cao là đang ở trong rồi. Trong thế giới tăm tối, âm u này, nhờ có những quỷ tiên của Mông Điềm dẫn đường mà họ tránh được không ít phiền phức, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc,
đoàn người đã tới trước một tòa cung điện. Đối diện với cung điện nguy nga tráng lệ, họ phát hiện đúng là kiến trúc giữa ma tộc và nhân tộc có sự khác biệt cực kỳ lớn. So với kiến trúc của nhân tộc thì thoạt nhìn, cung của ma tộc không xinh đẹp, thẩm mỹ bằng, nhưng lại mang tới cho con người ta cảm giác nặng nề, vững vàng. Ví dụ như cung điện trước mắt họ đây được xây từ những tảng đá to lớn, mỗi ẩn cao tầm 50-60 mét. Cửa cung trông có vẻ rất nặng, bên trên còn khắc ma văn kỳ lạ gì đó. Trong số mọi người có ai đọc được ma văn khắc bên trên không? Dương Bách Xuyên quay sang hỏi nhóm Đinh Hòa Bình đứng bên cạnh. Đây là ma văn thời thượng cổ, bọn ta không đọc được, bởi mỗi một thời đại sẽ có chữ viết cũng như nền văn minh đặc trưng riêng, ngoài ra thì kể từ sau thời thượng cổ, về cơ bản toàn bộ ma tộc đã bị các tiền bối ở tiên giới tiền bối tiêu diệt gần hết, dù có người may mắn sống sót cũng sẽ chọn cách biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì, sau đó ẩn mình trong bóng tối. Thế nên tiên nhân thời nay không quá hiểu biết về văn minh của ma tộc. Đinh Hòa Bình giải thích. Mông Điềm, người có đọc hiểu được ma văn đó không? Dương Bách Xuyên quay sang hỏi Mông Điềm, hy vọng Mông Điềm có thể đưa ra một câu trả lời hợp ý hẳn. Nếu muốn xâm nhập vào di tích cung điện của ma tộc, tốt nhất là phải có chút hiểu biết về nó, chứ mà cứ mù quáng đâm đầu vào trong khi chẳng có tí kiến thức nào thì chưa biết chừng sẽ chịu thiệt lớn. Hình như trên cửa ngoài chữ viết còn khắc cả đồ đằng nữa. Bảo Thuận Quang nói. Dương Bách Xuyên tiến lên quan sát thật kỹ, quả nhiên trên cánh cửa đá vừa dày vừa nặng này, ngoài những chữ viết cứng cáp của ma tộc thì còn hai tấm đồ đằng cao tầm 10 mét, rộng 6 mét nằm hai bên trái phải của cửa. Mặc dù không đọc được ma văn, nhưng nếu chịu cân nhắc tỉ mỉ thì họ vẫn có thể xem hiểu hai bức đồ đằng này. Đây là hai bức tranh phác họa lại quái vật hai đầu, một đầu là người, còn đầu kia là thú, nhìn tổng thể lại khá giống loài chó. Tất cả mọi người cùng lại gần xem thử, nhưng không một ai biết sinh vật được khắc họa trên đó là loài gì. Chủ nhân, ta đề nghị cứ đi thẳng vào trong là được, dù sao chúng ta cũng đâu phát hiện điểm gì bất thường, không thì chúng ta đừng xông vào, kiếm đường vòng mà đi là được rồi. Bảo Thuận Quang là người khá bộc chộp, lúc này không chịu được mà mở miệng. Lúc này, Mông Điềm lại là người phản bác, không được, không đi vòng qua những nơi khác được đâu, dựa theo ký ức của ma hồn mà ta cắn nuốt, muốn tới cung điện trung tâm nhấp hát phải đi xuyên qua 9 cung điện lớn này, bởi vì con đường dẫn tới cung điện kế tiếp nằm ở trong đại diện của cung điện phía trước. Với cả xung quanh cung điện là tường thành cao lớn, nguy nga, bên trên ẩn chứa thứ sức mạnh cấm kỵ của ma tộc, có thể nói nhiệm vụ của chúng là lá chắn bảo vệ cung điện trung tâm, thế nên cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không còn đường khác để đi đâu. Quan trọng nhất là lần trước, lúc do thám hơi thở tỏa ra từ cung điện trung tâm, ta cũng từng trèo tường thành vào trong xem xét, nhưng với thực lực của mình hiện tại lại chẳng chịu nổi ba nhịp thở, còn suýt chút nữa hồn phi phách tán. Chậc, còn có chuyện đó nữa sao? Bảo Thuận Quang không nói nữa, ở chỗ này, lời của Mông Điềm có uy quyền rất lớn, vì người ta đã tu luyện tại đây hơn 3.000 năm, tất nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn họ rồi. Thôi đủ rồi, nếu đã vậy, xem ra chỉ còn mỗi cách xông thẳng vào 9 cung điện lớn một lần, phúc họa song hành, có lẽ cung điện này vô cùng nguy hiểm, nhưng bên trong lại cất chứa thiên tài địa bảo của ma tộc đấy, thế nên mọi người hãy vực dậy tinh thần, cùng ta tiến vào cung điện. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên đã hạ quyết tâm, không phải chỉ là ma cung thượng cổ thôi sao, có thể khủng bố tới cỡ nào chứ? Có khi rất nhiều thứ đã sớm biến mất theo dòng lịch sử mấy nghìn năm rồi cũng nên. Thông thường thì phần lớn cảm giác sợ hãi đều do chính con người ta tự ảo tưởng ra mà thôi. Lão Đinh, ngươi thử mở cửa xem sao. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Đinh Hòa Bình. Vâng, thưa Đại Tông Sư. Đinh Hòa Bình phất tay, ra hiệu cho một đại la tiến lên mở cửa. Mặc dù mọi người không cảm nhận được sự hiện diện của pháp lực trên cánh cửa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có nguy hiểm gì. Đinh Hòa Bình bước tới yểm hộ áp trận, một đại la tiến lên phía trước, đẩy cửa. Về phần Dương Bách Xuyên, hiện hắn đang bận truyền âm hỏi chim thần ma, quạ này, người có đọc được ma văn kia không? Bớt nói nhảm, ông đây là chim thần ma số 13 giới đó, sao lại không biết chứ? Chim thần ma giấy nảy lên, như thể vừa bị sỉ nhục nặng nề vậy. Nếu biết thì đừng ở đó nói nhảm nữa, mau giải thích cho ta nghe ma văn đó có ý gì đi. Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Ba chữ trên cùng là Điện U Vương, còn đồ đằng trên cửa là về một ma thú khuyển của ma tộc, tên là Si Mị Khuyển, dòng chữ nhỏ trên cửa là một lời nhắc nhở, nói ngắn gọn thì là những kẻ dám xông vào Điện U Vương hãy tỏ lòng tôn kính tuyệt đối với U Vương, không được phép thể hiện chút khinh nhờn nào, bằng không sẽ phải gánh chịu lời nguyền rủa của ngài. Chim thần ma giải thích cho. Dương Bách Xuyên hiểu. U Vương là ai? Dương Bách Xuyên lại hỏi. Cái này thì sao ông đây biết được, khả năng cao là một chức danh nào đó thôi. Ma tộc cực kỳ sùng bái kẻ mạnh có thực lực,
nên chuyện lấy cho mình một danh hiệu nghe oai hùng một chút cũng bình thường mà. Chim thần ma truyền âm, giọng tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn. Âm. Đúng lúc này, một loạt âm thanh rền vang truyền tới. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, phát hiện cửa cung đã mở ra. Không có gì nguy hiểm hay bất thường nào ập tới như họ tưởng tượng, khung cảnh bên trong tối đen như mực. Thưa Đại Tông Sư, hình như không có gì nguy hiểm hết. Định Hòa Bình hét lớn báo cáo. Vậy mau tiến vào, nhớ bảo mọi người đề cao cảnh giác. Dương Bách Xuyên ra lệnh. Sau đó, đoàn người lần lượt bước vào điện U Vương trước mặt. Tới khi tiến vào trong, họ mới phát hiện trong này tối hơn họ nghĩ rất nhiều. Họ gần như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể xác định được rằng diện tích của tòa cung điện này vô cùng lớn. Còn chuyện lớn tới cỡ nào thì tối quá, họ không ước chừng được. Nơi này tăm tối đến độ dù có là tiên nhân thì cũng chẳng thể nào thấy rõ được hoàn cảnh ở chỗ này. Dương Bách Xuyên thử dùng càn khôn nhấn để kiểm tra tình hình trong cung điện, nhưng vẫn tối mờ tối mịt như cũ, trong phạm vi gần hắn có thể nhìn thấy chỗ mọi người đang đứng, chỉ là rất mơ hồ, miễn cưỡng thấy được loáng thoáng bóng dáng của họ, còn những chỗ xa hơn thì toàn một màu đen kịt, có thể nói là đen hơn cả không gian Hắc Liên nữa. Hắn hướng mắt về phía cửa, phát hiện nhóm Phương Tịnh Thiên cũng tiến vào theo. Và kỳ lạ hơn là chẳng biết từ bao giờ cửa cung điện đã biến mất. Châm tiên hỏa, Dương Bách Xuyên lớn tiếng ra lệnh. Sau đó, mọi người lập tức đồng loạt thả tiên hỏa ra lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, họ cuối cùng cũng nhìn thấy được toàn cảnh khu vực nơi đám đông đang tụ tập. Nhưng tiên hỏa của mỗi người chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi 3 thước, dẫn tới cảnh vật ngoài 4 thước vẫn tối đen như mực. Nhóm Mông Điềm cũng có thể phóng lửa, chẳng qua là ngọn lửa màu xanh lục, đây là điểm khác biệt giữa quỷ tiên và tiên nhân. Chợt, Dương Bách Xuyên phát hiện trong đám đông hình như có mấy chỗ không châm tiên hỏa. Nhất thời trong lòng thấy hơi không vui. Giờ phút này, ngay cả những quỷ tiên của Mông Điềm, thậm chí là đám Phương Tịnh Thiên vào sau cũng đã châm tiên hỏa, thế mà trong tầm mắt của hắn vẫn còn kẻ cứng đầu không chịu làm theo. Hắn trầm giọng hỏi trách, sao mấy người không phóng thích tiên hỏa? Mau châm lửa đi chứ, tiên hỏa không chỉ giúp chúng ta soi đường mà còn đề phòng được những mối nguy hiểm không thấy rõ đấy. Ở nơi nằm trong phạm vi hơn 10 mét trước mặt có 7, 8 người đang đứng, bao gồm cả nam lẫn nữ. Đúng lúc này, Bảo Thuận Quang chợt mở miệng, bẩm chủ nhân, tất cả mọi người đều nghe lệnh phóng tiên hỏa ra mà, chẳng hay chủ nhân đang nói chuyện với ai vậy. Sao lại thế này? Dương Bách Xuyên dám chắc bản thân không nhìn lầm, rõ ràng mấy người kia từng xuất hiện giữa đám đông, hơn nữa nhất định không phải ảo giác, bởi hắn nhìn bằng càn khôn nhãn, nên tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng bây giờ lại không nhìn thấy người đâu hết. Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.